thậm chí trận pháp phòng hộ vòng ngoài của thần binh khố cũng bị hắn điều động, giúp hắn thu thập ánh sao chiếu dọi từ tinh không, phụ trợ hắn tác chiến. Thiên phú chiến đấu và năng lực giữ mạng của hắn đã được thể hiện rõ ràng. Đặc biệt là các loại đột pháp tinh thần, được La Hán Tông vận dụng xuất thần nhập hóa. Hắn là một thuật sư hoang dã, bản thân không có bất cứ truyền thừa nào, tất cả đều phải tự mò mẫm sờ so soạn, mới đi đến trình độ như ngày hôm nay. Vì vậy bắt đầu từ khi tu hành, hắn đã không có đồng bạn đáng tin cậy, nếu như năng lực giữ mạng mà hơi kém vậy đã chết từ lâu rồi nhưng la hán tông lại phát hiện lúc này bạch tiểu chiêu vẫn đang ngơ ngác ở bên cạnh không có bất cứ hành động nào tiểu tóc húi cua vẫn luôn ở trong cơ thể sở hy thanh khi hắn bắt đầu ngưng cương luyện sát nó cũng đang hấp thu và tế luyện sát lực lúc này nó đang toàn lực ứng phó hỗ trợ sở hy thanh phản xạ các loại ngoại lực la hán tông nhíu chặt lông mày hắn đã nhận ra điều không đúng liền truyền âm hỏi bạch tiểu chiêu chuyện gì thế là đao quân không cho ngươi ra tay tuy rằng bạch tiểu chiêu chỉ là tứ phẩm đỉnh phong nhưng có thể chịu hoàn hồn thể của lê sơn lão mẫu sức chiến đấu cực hạn của bạch tiểu chiêu không hề kém hơn tứ đại thần thị bạch tiểu chiêu nghe vậy thì gật đầu thật mạnh vẻ mặt vô cùng oan ức nàng nhìn thấy sở hy thanh bị bốn người điên cuồng tấn công tới phun máu chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu vậy mà nàng lại chỉ có thể đứng xem không thể làm gì nên lại càng khó chịu hơn la hán tông nghĩ thầm quả nhiên là có vấn đề hắn vừa né tránh, vừa suy nghĩ biện pháp kiềm chế tứ đại thần thị, vừa tiếp tục quan sát Sở Hy Thanh. Chương 1870, Sở Hy Thanh tham lam ba. La Hán Tông lập tức phát hiện, hai tay của Sở Hy Thanh buông hai thanh trường đao màu đỏ thắm. Đó là hai thanh đao được ngưng tụ từ sát lực, nhìn qua giống như đao thẳng, chỉ là hình thái không quá ổn định, sát lực trên thân đao phập phồng, tỏa ra ánh huỳnh quang màu đỏ ổi. Đây là, khi La Hán Tông nhìn kỹ hai thanh sát đao này, thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đó rõ ràng là hai sợi sát linh siêu phẩm, là ý chí còn sót lại của hai vị thuật sư siêu phẩm hóa thành. Chúng nó cũng bị tòa, tụ sát trận, này hấp dẫn đến đây. Sở Hy Thanh lại muốn dùng hai sợi sát linh siêu phẩm này làm trụ cột, dung hợp vào, vô tướng thần phong sát của hắn, ngưng luyện ra hai thanh cương đao lấy thí thần huyết cương, làm chủ thể. Hai thanh cương đao do, thí thần huyết cương, và, vô tướng thần phong sát tạo thành. Vì vậy nên, thí thần huyết cương của hắn còn chưa hoàn thành nhưng la hán tông vẫn cảm thấy kỳ quái đây không phải là lý do để sở hy thanh bị động chịu đòn hắn tiếp tục quan sát la hán tông lập tức phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà bên trong lớp giáp phải đỏ ngòm kia cũng hiện ra một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy con người la hán tông lại co rút lại lần nữa vị này đang hào sát lực canh kim trong thần binh khố vào trong lớp giáp phải màu đỏ ngòm của mình lực lượng của một mình sở hy thanh là khó có thể hoàn thành việc này hắn lại mượn lực lượng của bọn người kia để nung nấu, rèn, dung luyện sát lực canh kim này. Khóe môi la hán tông không khỏi cong lên, lòng thầm nói người có dã tâm như vậy thì nói sớm đi. Hóa ra mình giúp là sai à, la hán tông chợt cảm thấy không đúng, nếu như không có hắn ở bên cạnh kiềm chế, bốn thần thị đã phát hiện dị thường rồi. Lúc này, sở hy thanh hít mắt lại, cực kỳ thỏa mãn với giáp phải màu đỏ ngòm trên người mình, lại cảm ứng đôi huyết rực sau lưng và đôi cương đao ở trên tay tất cả đều nằm trong trạng thái hoàn mỹ và lý tưởng nhất. Sau khi dung hợp sát lực canh kim nồng nặc ở đây, giáp phải màu đỏ đã cực kỳ mạnh mẽ. Lực phòng ngự của nó đã không kém hơn ngoại cương của sở vân vân. Thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút, sở hy thanh không làm so sánh, bởi vì không thể phán đoán chính xác được. Nhưng toàn bộ oán sát tinh khiết nhất trong thái vi viên hóa thành áo giáp, há có thể tầm thường. Hơn nữa cường độ của lớp giáp phải này còn có thể tăng lên. Sở hy thanh bây giờ chỉ là tứ phẩm thượng, Chân nguyên truyền vào trong lớp giáp phải này cũng chỉ là cấp độ tứ phẩm thượng. Hắn có thiên quy vĩnh hằng kim cương, nhưng cấp bậc vẫn còn khá thấp. Chờ thiên quy và chân nguyên của hắn lên đến cảnh giới nhất phẩm, cái giáp phải này sẽ cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt là thí thần huyết cương chuyên khắc chế pháp thuật và thần lực. Bản chất của thần lực cực cao, trời sinh đã áp chế chân nguyên của võ tu và pháp lực của thuật sư nhân tộc. Nhưng mà từ nay về sau các thần linh trên trời sẽ không thể áp đảo hắn ở phương diện cấp bậc lực lược thậm chí là còn bị hắn khắc chế đương nhiên chỗ đáng sợ của thần linh là ở thiên quy mạnh mẽ mà bọn họ nắm giữ chỉ bằng cái thí thần huyết cương này là chưa đủ để chống lại thần linh vĩnh hằng nhưng tất cả thần thị và tế ti trong thiên địa này đều sẽ bị đánh về nguyên hình khi đứng trước mặt hắn một đôi huyết rực mở rộng cũng nắm giữ các loại năng lực mạnh mẽ còn đôi cương đao trong tay sở hy thanh nữa tuy chúng không có hình thể chân chính nhưng lực phá hoại lại vượt qua đại đa số thần binh nhất phẩm thượng trên thế gian. Một khi kết hợp với binh khí để sử dụng, vậy lực phá hoại, độ sắc bén, độ kiến cố, tất cả đều sẽ được tăng lên đến trình độ khủng bố. Nhưng tiền đề là cái binh khí đó có thể chịu đựng được. Ngoài ra, cường đao này cũng giống như giáp phẩy, nó có thể tăng lên theo bước chân của sở hy thanh. Một cái chớp mắt tiếp theo, sở hy thanh chuyển sự chú ý đến viên thần tâm bên trong nguyên thần của mình. Lúc này, một thân oán sát của hắn bao quát cả hai sợi sát linh siêu phẩm cũng đang đưa chấp niệm của chúng về phía viên thần tâm này. Nhìn qua thì như có từng sợi tơ nối liền với nhau, số lượng phải hơn 300 vạn, lít nha lít nhít. Sở Hy Thanh đã dùng 3 điểm huyết nguyên để tăng viên thần tâm này lên đến cấp 2. Nhưng thứ ngăn chặn chấp niệm và oán hận của mấy trăm vạn người kia, thật ra không phải là bản thân thần tâm, mà là thần ý xúc tử đao của hắn, còn cả thứ ở bên trong thần tâm nữa. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh phản xạ tất cả ác ý, cũng bao quát cả oán sát và chấp niệm này. Còn một tia, dị linh, ẩn giấu bên trong thần tâm kia, nó còn lực lượng vĩnh hằng, bất diệt, bất phôi, và còn có một số đặc chất kỳ lạ, để cho mấy trăm vạn oán linh ở Thái Vi Viên đều không thể làm gì. chương 1871, Sở Hy Thanh Tham Lam 4 Đến lúc này, mấy trăm vạn oán sát mạnh mẽ đều đã không còn tính công kích với Sở Hy Thanh. Tuy chúng nối tiếp với thần tâm, nhưng lại không có vẻ sắc bén bước người như lúc trước những oán sát này đều cực kỳ nhu thuận nghe theo ý chí của sở hy thanh đây là vì sở hy thanh dùng thần tâm làm đá tảng lại vận chuyển thần ý như tâm đao đến cực hạn hạ xuống lời thề lời thề nguyện này để cho mấy trăm vạn oán linh thái vi viên công nhận hắn sở hy thanh đúng là đã cô động ra thí thần huyết cương mạnh mẽ nhất nhưng cũng vì thế mà phải trả giá nếu sau này sở hy thanh không thể hoàn thành lời thề nguyện của mình thậm chí là lãng quên thì hắn chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ cực kỳ kinh khủng thậm chí dù hắn bỏ mình nửa đường, cũng sẽ bị những oán sát này phản phệ, thần hồn câu diệt. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh bỗng nhiên có cảm ứng, liền đưa tay vồ về phía trước. Ầm, um, theo một trận cương lực nổ tung, Sở Hy Thanh nắm lấy tay phải của Thần Thị Liêm Trinh Tinh Quân. Người này sử dụng một đôi chiến đao, trên người còn có những xiềng xích bằng xương trắng, kéo dài ra bốn phía. Nhưng khoảnh khắc này, Thần Thị Liêm Trinh Tinh Quân lại bỏ đao, trái lại dùng một mũi nhọn nhỏ bé, chuẩn bị đâm vào mi tâm của sở hy thanh. Cái mũi nhọn này không quá sắc bén, nhưng lại dễ dàng phá vỡ chín tầng ngoại cương của sở hy thanh. Thần độc, sở hy thanh nhìn điểm ô quang ở trên mũi nhọn, trong con người hiện ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, vạn độc chi chủ thần nhược vóng. Hắn cảm nhận được, thí thần huyết cương, quanh thân mình đang sôi trào. Đang gào thét, đang căm hận, thần thị thần hành tinh quân nheo mắt lại. Hắn dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như sắt thép của sở hy thanh. Người này chỉ là võ tu tứ phẩm, thế mà lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Còn cả thần độc trên mũi nhọn kia nữa, theo lý thuyết, sở hy thanh phải trúng độc rồi mới đúng. Đây là độc tố do, vạn độc chi chủ, tinh luyện ra, dù chỉ tiếp xúc với ngoại cương, thì cũng sẽ bị thần độc xâm nhiễm. Nhưng độc tố này lại có hiệu quả cực kỳ nhỏ bé với sở hy thanh. Không, là không có chút hiệu quả nào một tay của thần thị thần hành tinh quân không thể thoát khỏi tay của sở hy thanh liền dùng một tay khác nắm chặt mũi nhọn nhỏ bé ra sức đâm về phía thái dương của sở hy thanh giết trong khoảnh khắc này xương máu tung bay giữa hai người thần thị thần hành tinh quân bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết sở hy thanh thế mà lại bóp gãy tay phải của hắn hắn phát hiện tay chân khác của mình cũng không thể động đậy đôi huyết sực của sở hy thanh đã dò ra bốn cái xúc tu phân biệt nắm lấy ba tay chân còn lại và cổ của hắn huyết diếm trên những cái xúc tu này làm cho toàn thân hắn không còn sức lực đầu óc cũng đau nhói sở hy thanh lạnh lùng nhìn người này trong mắt lộ ra ý trào phúng và căm ghét chó săn của thần linh đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị chịu đựng mấy trăm vạn oán linh báo thù chưa thần thị liêm trinh tinh quân đã dự cảm được kết cục của mình hắn ra sức dãy ruộng nhưng vẫn không thể tránh khỏi bốn cái xúc tu kia cũng ở một cái chớp mắt tiếp theo mấy trăm vạn sợi tơ màu máu bỗng nhiên lao ra từ trong xúc tu chết đi chết đi, chết đi, tất cả sợi tơ màu máu đều ngậm lấy một ý niệm, lại như mấy trăm vạn sợi tơ thép cứng rắn và sắc bén, đâm thủng thân thể và nguyên thần của hắn thành trăm ngàn lỗ. Thần thị liêm trinh tinh quân không tự chủ được mà phát ra tiếng gào thét bi thảm, sau đó toàn bộ thân thể cũng nổ thành xương máu, tung bay bốn phía. Sở Hy Thanh lại không hề liếc mắt nhìn hắn, bởi vì thời điểm này, thị nhất đã cầm trọng kiếm xông đến. Hắn muốn thẳng nện vào chán và thiên linh cái của Sở Hy Thanh. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, đôi huyết rực sau lưng sở hy thanh lại thò ra mấy chục cái xúc tu màu máu khác. Những xúc tu này tụ tập lại một chỗ, lại hóa thành một bàn tay to lớn màu đỏ ngòm, mạnh mẽ nắm lấy thân thể của thị nhất. Ngươi cái thứ buồn nôn này, thị nhất trừng mắt với sở hy thanh, hai mắt trợn trừng trừng, muốn rách cả mi mắt, tức giận mắng, thế gian này, tại sao lại có một tồn tại ô uế như ngươi? Sự tồn tại của ngươi, quả thực chính là khinh nhờn, là độc thần. Một thân kiếm khí của hắn bạo phát đến cực hạn, thế mà lại chém nát bàn tay khổng lồ kia tiếp tục đánh về phía sở hy thanh nhưng trong cái nháy mắt này sở hy thanh cầm đôi cương đao màu máu xông lên lướt qua người hắn thị nhất đã hoàn toàn cuồng loạn căn bản không để ý đến an nguy của bản thân hắn muốn lấy công đối công muốn đồng quy vô tận với sở hy thanh nghiệp chướng chết đi cho ta thị nhất không tiếc tất cả bạo phát tất cả những gì mình có nhưng khi trọng kiếm của hắn đan sen với cương đao màu máu trên tay sở hy thanh thị nhất lại phát hiện lực lượng của mình đang làm loạn, đang bốc hơi. Trọng kiếm trong tay thị nhất cũng là một thanh thần binh nhị phẩm hạ, nhưng sau khi mất thần lực gia trì, lại bị đôi cương đao màu máu kia chém đứt. Thân thể của hắn cũng bị đôi cương đao màu máu kia chém thành bốn đoạn. chương 1872, Vì Vĩnh Hằng Sinh mệnh lực của võ tu nhị phẩm cực kỳ mạnh, thần thị cũng là như vậy. Tuy rằng hắn đã bị chém thành bốn đoạn, nhưng vẫn còn sống. Con người của hắn trợn trừng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Mình đã phụ lòng chủ nhân rồi, nhưng thần lực của hắn hoàn toàn không thể đối kháng với thí thần huyết cương của cái tên này. Có lẽ chỉ có hóa thể của quần sơn xã tắc chi thần đích thân đến đây, mới có thể áp chế tên nghiệp chướng này. Cũng trong khoảnh khắc này, thị nhất phát hiện Sở Hy Thanh đang lạnh lùng nhìn mình. Không đúng, nhìn hắn không chỉ là Sở Hy Thanh, mà còn có mấy trăm vạn đôi mắt, mấy trăm vạn chấp niệm xuyên thấu qua đôi mắt của Sở Hy Thanh, để nhìn hắn thị nhất không khỏi tê cả da đầu, sờn cả tóc gáy. Khóe môi sở hy thanh hơi vỉnh lên, thứ ô uế trong miệng ngươi, đều do thần linh mà sinh. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, chịu dừng thứ gọi là dơ bẩn này. ầm um, vô số sợi tơ màu máu bỗng nhiên lao vào thân thể của thị nhất. Cái này giống như mấy trăm vạn sợi tơ thép đâm vào thân thể và nguyên thần, nỗi đau đớn này còn kinh khủng hơn cả bị đâm xuyên gấp trăm ngàn lần. Chúng nó xuyên thủng, càn quấy, cắn xé dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ để xé nát máu thịt của thị nhất, xé nát linh hồn của của hắn. Ánh mắt của sở hy thanh lại chuyển về phía cửa của tầng thứ bảy. Bên kia có hai bóng người, bọn họ đang cấp tốc bay về phía cửa. Đó là thần thị của cốt túc tinh quân và thần hành tinh quân. Hai người đang điên cuồng chạy trốn, đặc biệt là vị thần thị của thần hành tinh quân, hắn thân như lưu quang thuấn ảnh, chỉ cách cửa tầng bảy có một tia. Nhưng khi hắn sắp bay ra ngoài, một bóng dáng khổng lồ bỗng nhiên hiển hiện ra ở trước người hắn. Đó là một cự nhân không có chân cao khoảng 5 trượng, một thân khí đen lẫn lộn, tựa như có lực lượng hủy thiên diệt địa. Còn có một tia lôi đình màu đen đang vần quanh người hắn. Hai tay của hắn lại ngưng tu ra hai thanh chiến đao dài ba trượng, uy phong lẫm liệt, khí thế khiếp người. Ngôi sao la hầu, thần thị của thần hành tinh quân nhất thời biến sắc mặt. Mới đầu hắn còn cho rằng đây là pháp thuật của la hán tông, nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra, bên ngoài cự nhân này còn bao phủ một tầng thí thần huyết cương là sở hy thanh, người này, lại có một, ngôi sao la hầu, nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí còn có thể cao hơn. Trang, thần thị của thí thần huyết cương muốn né tránh, nhưng lại hoàn toàn không thể né được tốc độ đao kinh người của cự nhân kia. Dưới tình huống thần lực của hắn bị chân áp, tố chất thân thể của hắn đều không bằng cự nhân ở trước mắt này. Hắn chỉ có thể cố gắng đỡ một đao này, sau đó toàn bộ thân thể bị chém bay ngược về sau. Khoảnh khắc này, rất nhiều xúc tu lại lao ra khỏi đôi huyết dực của sở hy thanh tóm chặt lấy hai thần thị quanh người sở hy thanh là huyết diếm thiêu đốt hắn cảm nhận được ý chí và tàn niệm của mấy trăm vạn oán linh kia chết đi giết thần giết hết các thần ánh mắt sở hy thanh lạnh lùng vô cùng nhẹ nhàng thả đôi cương đao màu máu trên tay ra mà một cái chớp mắt tiếp theo mấy trăm vạn sợi tơ màu máu do hai sợi sát linh siêu phẩm dẫn dắt đã bắt đầu xé hai thần thị này thành phấn vụn sở hy thanh phóng ra mấy trăm vạn sợi tơ màu máu mãi đến khi hai thần thị thành cho bụi thì mới thu hồi lại sở hy thanh phát hiện cột ước nguyệt thạch đã thay đổi từ không biến thành ba có lẽ là do thị nhất thiêu đốt toàn bộ thần huyết nên hắn không thu hoạch được gì sở hy thanh âm thầm cảnh tỉnh nghĩ thầm lần sau phải ra tay nhanh hơn sở hy thanh tạm thời không biết ba viên ước nguyệt thạch có thể thực hiện loại nguyện vọng gì nhưng mà hắn vẫn rất vui vẻ khi sở hy thanh đang cười ngây ngô thu hồi tầm mắt từ bảng nhân vật thì la hán tông đã trở lại bên cạnh hắn La Hán Tông khá kiên kỵ với những sợi tơ màu máu kia, chỉ dám đứng ở cách 10 trượng, giọng nói hàm chứa oán giận, đao quân muốn dung hợp, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát, vào trong thí thần huyết cương cũng không sao, nhưng ngươi nên nói với ta một câu. Thật ra hắn rất tự tin trên phương diện đóng kịch, có tự tin lừa được bốn tên thần thị đã không bình thường kia. Sở Hy Thanh lại bật cười, hắn giơ tay chỉ chỉ vào một giá binh khí ở trong góc, sau đó dùng một ý niệm truyền qua. Bên kia lập tức phát ra một tiếng, chen. Lại là hơn trăm sợi tơ đỏ như máu đâm xuyên qua, xoắn nát cái giá binh khí kia Vách tường cực kỳ kiên cố kia cũng lưu lại những vết kim sâu đến vài thước La Hán Tông thấy thế không khỏi nheo mắt lại, thì ra là như vậy Nhưng oán sát này quá mạnh mẽ, quả thực là rất khó khống chế Chỉ sợ trong thời gian ngắn, đao quân không thể giao lưu tâm niệm với người khác Bạch Tiểu Chiêu và Sở Hy Thanh có quan hệ nửa cộng sinh, tâm ý tương thông với nhau Đừng nói là giao lưu bằng ý niệm, mà truyền âm cũng khó Vẻ mặt sở hy thanh đầy bất đắc dĩ, mấy tháng tiếp theo, chỉ cần vận dụng ý nghĩ là đều phiền phức. Hắn cần dùng rất nhiều sức lực để hàng phục những oán sát này. chương 1873, Vì Vĩnh Hằng 2 Vẫn rất đáng giá, những năm gần đây, lực lượng của các thần vẫn luôn xâm nhập phàm giới, không chỉ lực lượng các vì sao trên trời tăng cường, mà lực lượng của các thần thị và tế ti cũng đang tăng trưởng. Đào quân có thể cô động, thí thần huyết cương, vào lúc này, quả thực là một chuyện rất tốt. La Hán Tông khẽ lắc đầu, nhưng đao quân nhất định phải dùng cẩn thận, không. Là có thể không dùng thì không dùng, dù sao đây cũng là lực lượng oán sát, sẽ mang đến ô nhiễm cho nguyên thần ý niệm. Ta nghe nói thời cổ có rất nhiều, thần liệp bị phát rồ vì thứ này. Vì vậy hắn cảm thấy hành động hòa hữu vô hình hỗn nguyên thần sát vào trong, thí thần huyết cương, là không cần thiết, là làm điều thừa. Sở Hy Thanh nghe vậy thì chỉ mỉm cười không nói. Sau khi bị hao mòn hơn hai vạn năm ở Thái Vi Viên, ý nghĩ của mấy trăm vạn oán sát này đã trở nên cực kỳ tinh khiết. Ngoại trừ căm hận các thần gia thì không còn gì khác. Ngoài ra, viên thần tâm cấp 2 của Sở Hy Thanh cũng là một chốt bảo hiểm. Vì vậy nên chuyện La Hán Tông lo lắng, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại không cười nổi. Bởi vì La Hán Tông bỗng nhiên ngộ ra, giọng nói hắn phức tạp, đao quân không sợ bị thương, mạnh mẽ chống đỡ những thần thì kia, cũng nhất định phải tăng cường năng lực phòng ngự của thí thần huyết cương chẳng lẽ là vì chống lại nghịch thần kỳ của sở phó kỳ chủ. Thứ cho ta nói thẳng, tuy rằng ý nghĩ này của đao quân rất tốt, nhưng ngài muốn dùng thứ này để chống lại bá võ vương thì. La Hán Tông âm thầm cảm khái, vị đao quân này nhìn như phong quang vô hạt, nhưng thật ra cũng rất khổ cực nha. Ăn nói linh tinh, nói linh tinh cái gì, sở hy thanh lập tức bác bỏ, nhưng khi hắn chuẩn bị giải thích, bác bỏ cái ý nghĩ hoang đường này của La Hán Tông, cũng không biết vì sao mà lại đột nhiên sặc, phát ra một trận ho khan. Hắn vừa ho khan vừa suy nghĩ thật nhanh, tìm kiếm lời giải thích. Sở Hy Thanh lập tức phát hiện, dù mình có dùng bất cứ lời nói nào thì cũng rất không đáng tin. Hắn dứt khoát từ bỏ, sắc mặt trở nên âm trầm, là tiên sinh, nghe nói lâu rồi ngươi không nhận được mối làm ăn. La là Hán Tông nghe vậy thì sướng sờ một chút, rồi lập tức yên lặng. Sở Hy Thanh đang nhắc nhở hắn, sau này, La Hán Tông hắn quá nửa là phải kiếm cơm ở dưới trướng sở hy thanh. Mình là một thuộc hạ, có một vài việc hiểu rõ trong lòng là được rồi, không thể nói lung tung. Cũng vào lúc này, La Hán Tông bỗng nhiên nhìn về phía cửa tầng 7. Lúc này, hai đạo độn quang một trước một sau xuất hiện ở gần đầu, ngôi sao la hầu kia của sở hy thanh. Người đến chính là kiếm tàng phong và phong tam, người sau cầm một cái đầu người, liếc mắt nhìn vào trong rồi cười to, xem ra chúng ta đến muộn. Không hổ là chủ thượng, những thần thị này đều có sức chiến đấu nhất phẩm chủ thượng lại giải quyết dễ dàng như vậy kiếm tàng phong thì nheo cặp mắt như đậu xanh của hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lớp giáp phải màu đỏ ngòm trên người sở hy thanh và cả đôi cánh màu máu sau lưng sở hy thanh nếu như hắn không nhầm đây hình như là thí thần huyết cương trong lời đồn hắn nghĩ thầm lẽ nào sở hy thanh luyện hóa tất cả mấy trăm vạn oán sát trong thái vi viên này bằng không thì tại sao thí thần huyết cương của tên này lại mạnh như vậy chỉ liếc mắt nhìn qua liền làm cho người ta sinh ra cảm giác nghẹt thở rồi. Kiếm tàng phong cảm thấy mình sắp không thở nổi, sở hy thanh thì lại nhìn cái đầu người trong tay phong tam một chút, hắn thấy mảnh vải tàn tạ trên mặt người này còn có một chữ, nhị. Đây chắc hẳn là thị nhị kia, hắn lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi giật giật vài cái. Người này lại dám đi ngăn căn kiếm tàng phong và phong tam, thực sự là không biết chữ chết, viết như nào. Phong tam chính là vô thượng kiếm tâm hạ bạch thạch, sức chiến đấu của hắn há có thể là một thần thị dựa vào thần huyết có thể so sánh. Thần huyết đúng là có thể gia tăng lực lượng của người, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta biến thành ngu xuẩn. Sở Hy Thanh cũng cười ha ha, đây gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu hai người các ngươi đến sớm hơn, vậy ta không cô động được bộ cương giáp này rồi. Hắn vừa nói chuyện, vừa nghĩ đến mấy câu vừa rồi của La Hán Tông, trong lòng nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình chỉ muốn bá thể của bản thân mạnh hơn, đánh căn cơ cho ngày sau chứng đạo vĩnh hằng. Lại bị La Hán Tông nói như là vì sợ thê tử đánh đập nên mới cố gắng cô động bộ cương giáp này, thật sự là... Phi, 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 nhai tí đao của sở mỗ, sớm muộn gì cũng vượt qua sở vân vân, đến khi đó ta có thể dùng đao trong tay để chiến thắng, cần gì phải cố tình chuẩn bị bộ giáp này. Sở Hy Thanh âm thầm hạ quyết tâm, chờ La Hán Tông đầu nhập vào hắn, nhất định phải xử lý việc này. Trừ lương bổng thì không hay lắm, tiền lương thấp, người ta sẽ chạy mất nhưng hắn có thể sai phái tên này đến mệt chết, lương bổng của sở hy thanh hắn cũng không dễ cầm như vậy. chương 1874, vì vĩnh hằng ba. Sau đó sở hy thanh lại đi đến trước thi thể của cự thú nhai tí siêu phẩm kia. Vừa hay ta có việc cần nhờ hai vị, cô động cương sát xong nên xử lý con nhai tí siêu phẩm này. Hắn đầu tiên là quét nhìn con cự thú khổng lồ cao đến 140 trượng này. Thi thể của nhai tí siêu phẩm được bảo quản rất hoàn chỉnh, hơn xa con nhai tí ở dưới đáy biển kia không chỉ xương cốt lân phiến đầy đủ, mà máu thịt và lục phủ ngũ tạng cũng hoàn hảo không tổn hại. Sở Hy Thanh còn cảm ứng được một thân tinh huyết của nó, một thân tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều bị khóa chặt ở trong người, chưa từng hao mòn. Đây là do lực lượng tỏa thiên, ánh mắt Sở Hy Thanh rơi vào cái chân phải khổng lồ của cự thú. Chỉ thấy cái xiềng xích màu vàng cực lớn kia đang quấn chặt quanh chân phải nhai tí. Cái xiềng xích này là một thần binh cổ đại cực kỳ mạnh mẽ, cấp bậc cao đến vĩnh hằng chính là thứ này đã khóa chặt tinh huyết và tinh hoa sinh mệnh của nhai Tý. Sở Hy Thanh cũng chú ý được, thần thị của Liêm Trinh Tinh Quân đã cố tình liếc mắt nhìn về phía này vài lần. Đây hẳn là mục đích của Liêm Trinh Tinh Quân khi tiến vào Thái Vi Viên. Vị này muốn thu hồi lại thần binh của mình, tăng cường sức mạnh của bản thân. Sở Hy Thanh âm thầm cười gần, Liêm Trinh Tinh Quân bây giờ đã lưu lạc thành thuộc hạ của vạn tai ma chủ kế đô. Hắn tự nhiên sẽ không để cho kẻ này tọa nguyện nhưng hắn muốn thu thập thi thể con nhai tí này trước tiên phải mở cái xiềng xích này ra đã lúc này tiểu tóc húi cua lại nhảy lên dáng vẻ vội vã không chịu nổi sở hy thanh mỉm cười sau đó vô số sợi tơ màu đỏ tươi tuôn ra từ hai cánh hướng về phía cái xiềng xích màu vàng rực kia theo những sợi tơ này bao trùm lên trên ánh sáng màu vàng lộng lẫy trên xiềng xích chợt ảm đạm đi ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt theo ý niệm của sở hy thanh càng ngày có càng nhiều sợi tơ bao trùm lên trên xiềng xích đây chính là lý do sở hy thanh cô động, thí thần huyết cương trước, rồi mắt đi thu thập thi thể con nhai tí này. Nhưng chỉ là thí thần huyết cương thì còn lâu mới đủ. Sở hy thanh mở miệng, kiếm sư huynh, kiếm tàng phong lập tức ra tay, lượng thiên kiếm xích thốn thiên lý, hắn phóng to không gian chung quanh xiềng xích lên đến bảy dặm. Lúc này phong tam lại cười đắc ý, tiếp đó giao cho ta, như ý vì tâm, lên. Hắn phát lực rút chân phải của nhai tí ra khỏi xiềng xích màu vàng, cái thần binh vĩnh hằng này còn có lực lượng truyền thiên cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù bị thí thần huyết cương của sở hy thanh áp chế, nhưng vẫn rất khó chơi. Nó vẫn cứ quấn chặt lấy, thậm chí còn phân ra vô số sợi xiềng xích như dây tóc để quấn chặt lấy, không chịu buông tha cho cái chân phải của con nhai tí này, nhưng lại bị thần ý như tâm kiếm của phong tam chặn lại. Xong rồi, khi chân phải của thi thể nhai tí cách xiềng xích tận 30 trượng, cái thần binh này mới dừng lại. Cũng vào lúc này, con nhai tí siêu phẩm đã qua đời mười mấy vạn năm này bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía sở hy thanh và tiểu tóc húi cua. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt vàng óng dựng ngược của nó, tựa như đang lựa chọn giữa sở hy thanh và tiểu tóc húi cua. Cuối cùng, hai đạo kim quang trong mắt đánh thẳng vào trong mắt của sở hy thanh. Cái này giống hệt với lần ở dưới đáy biển, con nhai tí này đánh hai cái thiên quy nhai tí hoàn chỉnh của mình vào trong cặp mắt của sở hy thanh, cuối cùng hóa vào trong một đôi thần ý đao tâm của hắn. Con nhai tí siêu phẩm này mạnh hơn con nhai tí ở dưới đáy biển kia. Cấp độ của nó đã tiếp cận với nửa bước vĩnh hằng. Hơn nữa do cái xiềng xích màu vàng kia, lực lượng của nó được bảo tồn rất đầy đủ. Hai cái thiên quy nhai tí này cao đến tận tầng 30, hầu như đã gần với đẳng cấp của thần. Trong mắt sở hy thanh cũng hiện ra một vệt kim quang, sau đó hơi lắc đầu. Hai cái thiên quy nhai tí này mạnh thì có mạnh, nhưng vấn đề của hắn bây giờ không phải là đẳng cấp nhai tí chân ý, mà là cường độ thần hồn không đủ, không đủ để chống đỡ nhai tí chân ý càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh thậm chí còn không thể nghiên cứu ra quá nhiều thứ có ích ở trong đó. Bởi vì sau khi nhai Tý chân ý lên tầng 21, huyết nhai đao quân đã đi con đường hoàn toàn khác với những nhai tí cổ đại này, càng nặng ở lực lượng thần ý, còn cả báo ứng và nhân quả chi pháp. Thời kỳ toàn thịnh, huyết nhai đao quân chính là đại biểu cho thiên quy nhai Tý trong thiên địa. Hắn không chỉ hòa rất sâu vào đầu thiên quy này, mà còn sửa lại thiên quy nhai Tý, khiến cho đầu thiên quy này nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ hơn, do đó vô địch khắp thiên hạ. Vì vậy, Sở Hy Thanh hy vọng tiểu tóc húi cua sẽ kế thừa hai cái thiên quy nhai tí tầng 30 này hơn. chương 1875, vì vĩnh hằng 4. Tuy nhiên, con nhai tí siêu phẩm này chọn hắn cũng là rất bình thường. Thần thú không coi trọng hình thái, mà là truyền thừa và thiên quy. Trong mắt của nhai tí siêu phẩm đã chết này, Sở Hy Thanh chính là một con nhai tí, nó chỉ chọn cá thể mạnh mẽ nhất ở gần đây để truyền thừa, đây là bản năng của thú tính, có thể đảm bảo huyết mạch của nhai tí được truyền thừa tiếp. Sau khi hơi thất vọng, sở hy thanh lại nghĩ như vậy cũng tốt, có thể tránh cho tiểu tóc húi cua đi vào con đường cũ của các tiền bối của nó. Tuy rằng tiểu tóc húi cua rất thông minh, nhưng linh trí trung quy vẫn không bằng nhân loại, năng lực sửa chữa kém xa hắn. Về phần hai cái thiên quy nhai tí tầng 30 hòa vào trong thần ý đao tâm thì cũng có thể sử dụng. Mặc kệ là dùng để phụ trợ thần ý xúc tử đao, hay là chia ra thân ngoại hóa thân, thì đều là trợ lực rất lớn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình cũng có thể bỏ chút thời gian, sửa chữa lại thiên quy nhai tí tầng 30 này. Đây thực ra cũng là một loại tu hành, nó giúp hắn lý giải sâu hơn về nhai tí. Sau khi hai cái thiên quy vào bắn trong cơ thể Sở Hy Thanh, vị trí trái tim của cự thú nhai tí kia lại bay ra hai giò tinh huyết màu vàng sậm. Lần này không chỉ bay về phía Sở Hy Thanh, mà bay về hai bên trái phải, một cho hắn và một cho tiểu tóc húi cua. Tiểu tóc húi cua mừng rỡ không thôi, lập tức hút vào trong người luôn. Sở Hy Thanh cũng không dám chậm trễ, trực tiếp hấp thu giọt tinh huyết màu vàng sậm kia vào trong trái tim mình, rồi bắt hòa tan. Khi vừa mới hòa vào, trái tim của Sở Hy Thanh nhảy lên, khí huyết và lực lượng dâng trào toàn thân hắn. Toàn thân Sở Hy Thanh bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa hai màu xích kim tựa như hỏa long quấn quanh người hắn còn có từng mảng từng mảng vảy màu vàng sậm bắt đầu hiện ra ở trên da thịt của sở hy thanh. Những cái vảy này vốn là máu trắng bạc, bây giờ lại biến thành màu ám kim, thậm chí còn sinh ra một cái phù văn huyền dị. Thời khắc này, hai mắt của sở hy thanh cũng nổ thành bột máu, sau đó lại nhanh chóng tái tạo. Phong Tam đang ngưng thần chú ý, lúc này hiện ra vẻ mừng rỡ, đây là huyết mạch nhai tí cấp 20, chúc mừng chủ thượng lại tiến thêm một bước. Tinh huyết nhai tí giúp huyết mạch nhai tí của sở hy thanh tăng lên tận 3 cấp ngọn lửa quanh người sở hy thanh cũng thiêu đốt tận nửa khắc mới dừng lại. Mà lúc này, hai mắt của hắn cũng đã được tái tạo xong. Nhìn qua thì không có gì khác với trước kia, chỉ là khi ngưng tụ sức mạnh thì sẽ hiện ra từng điểm ánh vàng. Huyết mạch nhai tí của hắn đúng là đã lên cấp 20. Mà khi lên cấp 18, Sở Hy Thanh lại thức tỉnh một năng lực mới, đó là huyết nhai trọng đồng. Hành trình đại tràng dưới đáy biển lúc trước, Sở Hy Thanh cũng nhận được một bộ phận năng lực loại mắt của nhai tí nhưng năng lực đó của hắn là không trọn vẹn, nên khá là yếu. Sau khi hắn có thần chiến chi đồng, thì thần chiến chi đồng gần như đã bao trùm toàn toàn lên năng lực kia. Cho đến ngày hôm nay, huyết mạch nhai tí của sở hy thanh lên đến tầng 20, mới thức tỉnh năng lực đồng thuật thuộc về huyết mạch nhai tí. Sở hy thanh ngưng thần cảm ứng sự biến hóa của hai mắt, trong lòng âm thầm kinh dị. Đôi mắt này không phải là thiết nhai huyền đồng, gia truyền của nhai tí, mà là huyết nhai trọng đồng. Năng lực này quá nửa là bị huyết nhai đao quân sửa đổi qua, thông qua thiên quy nhai tí trong thiên địa, bảo tồn phần tin tức này. Nó có thể loại bỏ phần lớn huyễn thuật trên thế gian, thăm dò tất cả quỹ tích lực lượng trên thế gian, còn có thể phản xạ. Tất cả ngoại lực, thần thông, thần thuật, bị ánh mắt của sở hy thanh nhìn kỹ, thì đều có thể phản xạ lại. Năng lực này còn mạnh hơn huyết nhai nguyên hồn. Huyết nhai nguyên hồn có thể đem bất kỳ lực lượng nào, bất kỳ thiên quy nào báo ứng lên người kẻ khác, nhưng chỉ có thể sử dụng 9 lần một ngày. Còn, huyết nhai trọng đồng, thì lại khác, chỉ cần chân nguyên đầy đủ, chỉ cần lực lượng của đối phương không vượt qua bản thân quá nhiều, có thể dùng vô hạn. Khi huyết mạch của sở hy thanh tăng lên, tiểu tóc húi cua lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lực lượng của tiểu tóc húi cua yếu hơn sở hy thanh, lợi ích nó nhận được còn nhiều hơn sở hy thanh rất nhiều. Nhưng nó cũng cần nhiều thời gian hơn để hấp thu và luyện hóa. Mà lúc này, ba người La Hán Tông, Kiếm Tàng Phong và Phong Tam đã phân giải thi thể con nhai tí siêu phẩm kia thân thể của con nhai tí siêu phẩm này được bảo tồn rất hoàn hảo. Những thứ này đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, máu thị và lục phủ ngũ tạng của nó cũng có thể làm thuốc. Sở Hy Thanh cũng gia nhập vào, bắt đầu tháo rỡ khung xương và lân phiến của con nhai tí này. Hắn đã chờ mong chiến giáo luyện chế từ khung xương và lân phiến của con nhai tí này rồi. chương 1876, Vì Vĩnh Hằng năm Tất cả lân phiến gộp lại, dự tính là có thể luyện chế 5 bộ chiến giáp nhất phẩm thượng, thậm chí có hy vọng bước vào siêu phẩm. Sở Hy Thanh nhất định sẽ lấy được bộ tốt nhất trong đó. Cứ như vậy, hắn càng có thể chịu đánh hơn. Sở Hy Thanh lại không tự chủ được mà nghĩ đến La Hán Tông, trong lòng không khỏi thấy chán ghét. Hắn là vì ứng phó với thần kiếp, là phòng ngừa bước theo gót chân huyết nhai Đao Quân và Vũ Liệt Thiên Vương, hoàn toàn không có quan hệ gì với Sở Vân Vân, không hề có một chút quan hệ nào. Bốn người liên thủ, chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Lúc này sở hy thanh giơ tay lên, gọi tinh thần quyền ấn, ra. Thu, theo sở hy thanh giơ tay lên, các loại máu thịt, xương cốt, lân phiến, tất cả đều bị thu vào bên trong tinh thần quyền ấn. Nhẫn càn khôn trong tay sở hy thanh chỉ còn lại khoảng một trượng, không đủ để chứa đựng thi thể con nhai tí siêu phẩm này. Nhưng tinh thần quyền ấn của hắn thì có thể. Bên trong tinh thần quyền ấn là xương ngón tay của câu trần tinh chủ cũ. Bên trong xương ngón tay trống rỗng, đủ để chứa đựng rất nhiều thứ, bản thân nó đã là một cái pháp khí không gian. Sau đó, Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn vào cái xiềng xích màu vàng kia. Hắn không chút do dự, lại dùng hai tay bắt ấn quyết, chỉ về phía cái xiềng xích màu vàng rực. Lên, hắn không dùng được thứ này, cũng không luyện hóa được. Hơn nữa, vì huyết mạch bị, nguyên rửa, nên nhân tộc gần như không thể sử dụng các loại thần binh của các thần. Nhưng dù mình không dùng, thì cũng không thể để lại cho liêm trinh tinh quân. Cái xiềng xích màu vàng rực này đã bị thí thần huyết cương của hắn xâm nhiễm và xung kích đến mê muội. Khi Sở Hy Thanh phát lực, cái xiềng xích này chỉ hơi chống cự một chút, liền bị hắn kéo lên. Đúng lúc này, Sở Hy Thanh lại nghe được một tiếng giận dữ, dừng tay. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, quay đầu nhìn qua bên kia, sau đó liền nhìn thấy vách tường kiên cố và vững chắc bỗng nổ tung, vô số đá vụn bay vào bên trong. Một bóng người cao lớn có lượng lớn xiềng xích vần quanh chợt lao vào trong đó chính là phân thân hóa thể của liêm trinh tinh quân, hắn không đi vào từ cửa, mà mạnh mẽ phá vỡ tất cả vách ngăn, hàng lâm tới nơi này. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua một cái, rồi lại tiếp tục phát lực. La Hán Tông thì lại ra tay đầu tiên, hắn không chỉ thi triển tinh la vạn kiếm, nện xuống hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, mà còn điều khiển trận pháp phòng hộ nơi này, ngưng tụ ra chín đạo lôi đình màu trắng, đánh về phía, liêm trinh tinh quân. Kiếm tàng phong lại mỉm cười vung tay áo, kéo dài khoảng cách của song phương đến 10 dặm. Phong tam thì chắn ở trước người sở hy thanh. Hắn không hề có ý kính nể với thần linh một kiếm chém thẳng về phía mặt liêm trinh tinh quân đều cút cho ta. Siềng xích quanh thân liêm trinh tinh quân lập tức bạo phát không chỉ đánh nát toàn bộ kiếm khí và lôi đình màu trắng mà còn ngưng tụ ra một con cự long bằng xiềng xích cực lớn tấn công đến trước phong tam. ầm um, phong tam lập tức ho ra máu toàn bộ thân thể bị đánh bay vào vách tường phát ra tiếng nổ ầm ầm nhưng thời điểm này sở hy thanh đã thua cái xiềng xích vào ống kia vào trong tinh thần quyền ấn. Còn có vô số sợi tơ màu máu đang bắn về phía liêm trinh tinh quân. Liêm trinh tinh quân không khỏi cười gần một tiếng, dám chơi dây thừng ở trước mặt bản tọa. Há không phải làm trò cười cho thiên hạ, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Những nơi bị các sợi tơ màu máu này quấn quanh, thần lực đang nhanh chóng suy giảm và biến mất. Đây là cái quỷ gì? Không đúng, là thí thần huyết cương. Lúc này, Khóa thể của liêm trinh tinh quân đã sinh ra một cảm giác nguy hiểm đến cực hạn sắc mặt hắn đại biến vô số xiềng xích lập tức quấn quanh người hắn khóa chặt thân thể của mình một cái chớp mắt tiếp theo bóng người sở vân vân đã xuất hiện ở sau lưng liêm trinh tinh quân đôi mắt màu xanh lam của nàng quét nhìn nơi này một chút sau đó một thương đâm xuyên ầm ừ, ngực liêm trinh tinh quân lập tức bị nàng đánh thủng một lỗ lớn sở hy thanh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt trong lòng hắn đang nghĩ hình như bộ giáp phải này của mình vẫn chưa đủ dày. Sau này có cơ hội, nhất định phải cường hóa thêm. Đúng, vì vĩnh hằng, sở hy thanh rất trột dạ, hắn vốn sinh sôi dã tâm, muốn dựa vào cái thí thần huyết cương, mạnh mẽ của mình, để cho quan hệ giữa hắn và sở vân vân phát sinh đột phá, thậm chí là đến thẳng vạch đích, trở thành phu thê chân chính với sở vân vân. Nhưng bây giờ nhìn liêm trinh tinh quân bị sở vân vân một thương đâm xuyên, đầu sở hy thanh như bị dội một thùng nước đá. Tuy rằng hóa thể của liêm trinh tinh quân không mặc chiến giáp tốt nhất, nhưng mà xiềng xích vần quanh cơ thể hắn lại không khác gì chiến giáp siêu phẩm. Mấu chốt là liêm trinh tinh quân nắm giữ lực lượng thiên quy rất mạnh mẽ. Tuy chỉ là một bộ phân thân hóa thể, nhưng lại có sức chiến đấu siêu phẩm. Giờ phút này lại tựa như hổ giấy, không chịu nổi một đòn của sở vân vân. Sở vân vân hoàn toàn không biết một thương này của mình lại đánh nát giá tâm âm u của người nào đó. mươi 1877, Chứng đạo Vĩnh Hằng sau khi sở vân vân đâm thủng liêm trinh tinh quân thân thương xuất hiện một ngọn lửa trắng bắt đầu thiêu đốt liêm trinh tinh quân khiến cho hắn kêu la thảm thiết hắn không muốn gắng ngượng chống đỡ nghịch thần chi hỏa của sở vân vân chỉ kêu rên một lát liền trực tiếp tự bạo một tia nguyên thần này chỉ để lại một bộ xác chết di động mặc kệ cho nghịch thần chi hỏa đốt thành cho tàn sở hy thanh lại nhìn sở vân vân với vẻ oán niệm lần này không phải do dã tâm vỡ nát mà là do bị sở vân vân cướp đầu người tất cả thần huyết trong cơ thể liêm trinh tinh quân đều bị nghịch thần kỳ hút đi, một chút cũng không còn. Đáng tiếc, vừa rồi hắn còn đang chờ mong, không biết liêm trinh tinh quân chết sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu ước nguyệt thạch. Bộ hóa thể này của liêm trinh tinh quân không phải là thân thể cự linh, không thể gánh chịu được quá nhiều lực lượng của liêm trinh tinh quân, có lẽ còn chưa bằng một phần vạn của bản thể. Vì vậy Sở Hy Thanh rất tự tin, chỉ cần mấy người La Hán Tông và Phong Tam trợ giúp, hắn nhất định có thể bắt được cái hóa thể này của liêm trinh tinh quân thí thần huyết cương của hắn có thể làm cho thần lực của liêm trinh tinh quân giảm xuống 9 phần 10. Mà chỉ cần vị này rơi xuống cảnh giới nhất phẩm, vậy thì không phải là nhân vật không thể chiến thắng nữa rồi. Đáng tiếc là bị sở vân vân chặn ngang một cước, cướp mất một mạng. Sở vân vân khá nhạy cảm, phát hiện ra ánh mắt khác thường của sở hy thanh, lúc này ngờ vực nhìn qua, sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy? Sở hy thanh âm thầm hít một hơi, liền vứt bỏ những suy nghĩ lung tung nghịch thần kỳ thôn phụ thần huyết cũng có thể tăng trưởng phu thê bọn họ một thể ai lấy được cũng như nhau thần sắc hắn tò mò hỏi ngược lại quần sơn xã tắc chi thần đâu còn cả trang nghiêm nữa không phải các ngươi đang giao thủ sao ta còn tưởng rằng các ngươi phải rằng co một lúc lâu sở vân vân thu nghịch thần kỳ vào trong tay áo sau đó thản nhiên giải thích vốn là rằng co không xong nhưng loạn ly giúp ta nàng khống chế trận pháp phòng hộ tầng dưới nhưng vẫn ẩn mà không phát Mãi đến khi đối phương lơ là mới bạo phát, giúp ta làm thịt cốt túc tinh quân. Không thể không nói, loạn ly càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng đáng tin. Trong lời nói của nàng còn hàm chứa vẻ tán thưởng, lại giơ tay chỉ về phương Bắc, quần sơn xã tắc chi thần và đám người còn lại đều chạy về phía thiên đế tỏa. Chỉ có liêm trinh tinh quân là chạy vội về phía bên này. Ta lo lắng các người không ứng phó được, cho nên chạy qua đây xem. Thiên đế tỏa, sở hy thanh nhìn theo tầm mắt của sở vân vân, sau đó nghiêm túc nói chúng ta cũng đi qua thôi không thể để đám người kia nhanh chân đến trước cứ nhét thái vi viên vào túi trước cho an toàn hắn đã luyện mấy trăm vạn oán sát trong thái vi viên thành thí thần huyết cương một thân kế thừa di trí của tất cả người của thái vi viên bây giờ hắn chính là người thừa kế duy nhất và chính thống nhất của thái vi viên đối với hắn mà nói trận pháp ở thiên đế tỏa đã không có gì đáng ngại la hán tông ở bên cạnh cũng rất phấn chấn hắn biết tiếp theo chính là thời khắc thu hoạch hành trình thiên đế tọa này chắc hẳn sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào tòa thái vi viên này còn cả pháp thuật truyền thừa trong thái vi viên tất cả đều sẽ thuộc về bọn họ toàn bộ quá trình đều nhẹ nhõm và ung dung đến mức khiến cho hắn không dám tin tưởng nhưng khi hắn nghĩ đến các loại chuẩn bị của sở hy thanh trước khi vào thái vi viên nghĩ lại vô tướng thần tông đã lên kế hoạch ra sao thì la hán tông lại thoải mái sở hy thanh chuẩn bị chu toàn như vậy không có đạo lý thất bại thiên đế tọa nằm ở ngay trung tâm của thái vi viên lực lượng cấp chế của thái vi viên quá mạnh hơn xa thần binh khố lực lượng của quần sơn xã tắc chi thần không thể phân cách cũng không thể chuyển đổi vị trí của nó vì vậy hòn đảo này vẫn lơ lửng tại chỗ giống như sở hy thanh dự đoán hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào trận pháp phòng hộ nơi này nhận định sở hy thanh là thái thượng trưởng lão tông môn mở rộng tất cả quyền hạn với hắn mấy người la hán tông cũng dính ánh sáng của hắn được cho thân phận đệ tử chân truyền, có tư cách ra vào tất cả trọng địa của Thái Vi Viên. Nhưng khi bọn họ tiến vào khu vực hạch tâm của Thái Vi Viên là trước Thái Hạo Điện, bọn họ nhìn thấy hơn 30 bộ thi thể nằm ngang dọc ở trước quảng trường Thái Hạo Điện. Không, nói chính xác hơn là thịt miếng. Những thi thể này đều bị cắt thành hơn trăm miếng vuông vức, rơi lả tả trên mặt đất, máu me đầm đìa. Tuy rằng những miếng thịt này rất vụn vặt, nhưng Sở Hy Thanh vẫn nhận ra đây là đám võ tu tiến vào Thái Vi Viên với bọn họ. Hắn và mấy người bên cạnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Lợi Hải, Kiếm Tàng Phong quan sát một lát, nội tâm không khỏi trầm xuống, gần như không có sức phản kháng, bọn họ trực tiếp bị một nguồn sức mạnh phanh thây. Lực lượng này sắc bén đến cực điểm, mạnh đến nhất phẩm cũng không thể chống đỡ. Chương 1878, chứng đạo vĩnh hằng. Hai, hơn nữa còn là tử vong trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chết trong nháy mắt, ánh mắt La Hán Tông ngưng trọng vung tay ra hiệu, chắc hẳn là có thứ gì đó bắn ra từ trong thái hạo điện, từ trái sang phải quét sạch tất cả bọn họ. Lực sát thương mạnh mẽ như vậy, ngay cả sở vân vân cũng không làm được. Sở vân vân có thể giết chết bất cứ kẻ nào trong này, nhưng lại không thể giết chết toàn bộ trong nháy mắt. Từ dấu vết ở hiện trường, toàn bộ quá trình lại đơn giản như cắt rau gọt dưa. Phong tam hai tay ôm kiếm, nhíu mày nói, chẳng lẽ là cấm chế bên trong thái hạo điện. Cái này cũng quá mạnh rồi dưới tình huống không có người chủ trì, trận pháp này lại mạnh như vậy. Chắc là không phải, trận pháp nơi này rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức này. Sở vân vân vẫn luôn nhìn đám thịt vụn ở gần cửa của Thái Hạo Điện. Những miếng thịt ở gần cửa kia, hẳn là của quần sơn xã Tắc Chi Thần và thần hành tinh quân. Mấy người sở hy thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quần sơn xã Tắc Chi Thần và thần hành tinh quân, hai hóa thể của thần linh đều chết như vậy. Đều biến thành thịt nát rồi sở vân vân hít mắt đẩy sau bọn họ đẩy cánh cửa kia chắc hẳn là cũng muốn trốn nhưng lại trốn không kịp chớp mắt đã bị phân thây nàng hơi suy ngẫm một lát liền ngự không bay đến trước thái hạo điện quá ít tình báo chúng ta không suy đoán được gì vẫn phải qua xem một chút các ngươi cẩn thận một chút nếu như không có nắm chắc tốt nhất là lùi ra ngoài trăm trượng đi kiếm tàng phong nghe xong câu này rất tự giác mà trốn sau lưng sở hy thanh cái tên này được trận pháp phòng hộ nhận định là thái thượng trưởng lão lại có một thân bá thể bá đạo và năng lực giữ mạng số 102, trốn sau lưng hắn là chuẩn không sai. La Hán Tông cũng trốn ra sau lưng Sở Hy Thanh, hai người nhìn nhau một chút, đều sinh ra cảm giác anh hùng có cái nhìn giống nhau. Sở Hy Thanh thì lại hơi chột dạ, nhưng vẫn đi theo. Hai tay hắn cầm đao, toàn bộ hành trình đều cảnh giác và thận trọng. Nhưng tiếp đó lại không phát sinh gì cả, có lẽ là do thân phận thái thượng trưởng lão, khiến hắn đi qua 81 bậc thang, đi đến trước cánh cửa của Thái Hạo điện khi sở hy thanh trốn sau lưng sở vân vân, liếc mắt nhìn giáo giác, lại cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn vào trong thái hạo điện, thì phong tam lại suy tư nói ta không nhìn thấy thi thể của ma lưu đao vương trang nghiêm. Hắn không nhìn thấy thịt miếng của trang nghiêm, vẻ mặt khá là khó chịu. La hán tông nhướng mày lên, hai tay bấm linh quyết, sau đó lắc đầu, người này hẳn là đã rời khỏi thái vi viên, tất cả các nơi trận pháp phòng hộ bao trùm, đều không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Sở hy thanh nghe vậy thì không thấy kinh ngạc chút nào. Đám cao thủ siêu nhất phẩm này rất trơn trượt, rất khó diệt trừ. Sở Vân Vân cũng không để ý đến sinh tử của Trang Nghiêm. Nàng đang chắp tay sau lưng, ngưng thần nhìn cái nhãn cầu khổng lồ màu đỏ ngòm ở bên trong Thái Hạo Điện. Cái nhãn cầu này to khoảng 10 trượng, toàn thân đỏ như máu, phía sau có vô số sợi tơ máu và các loại dây thần kinh. Con ngươi là dựng đứng, khá giống với mắt mèo và rắn. Cái nhãn cầu này đang nhìn bọn họ, đồng tử dựng đứng kia rung động kịch liệt, để lộ ra ý chí điên cuồng vô tận sau đó sở vân vân lại hơi lắc đầu với vẻ khó mà tin nổi la hầu dương thần thái hạo kim thần bạch trúc chuyện này quả thực là điên rồ cái nhãn cầu kia lại là thứ được dung luyện từ con mắt của ba vị thần linh cấp bậc nửa bước tỏa hóa sở hy thanh cũng ngạc nhiên không thôi hắn từng nhìn thấy con mắt la hầu ở trong quy khư do một vị thiên đế luyện chế thành thần bảo dùng để giám sát thiên đình không ngờ thái vi viên còn điên cuồng hơn lại muốn hòa nhãn cầu của ba vị thần linh la hầu Thái Hạo và Bạch Trúc lại làm một. Sở Hy Thanh chép miệng, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Dương Thần Thái Hạo lại tức giận như vậy khi Thái Vi Viên mở ra. Sau đó Sở Hy Thanh lại nhìn xuống phía dưới nhãn cầu. Đó rõ ràng là từng cái thi thể, tổng số có khoảng 9 vạn, sắp xếp thành một tòa, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận, khổng lồ. Rất nhiều oán sát mạnh mẽ của nơi này đã bị Sở Hy Thanh hút đi. Mà nơi trung ương nhất của trận Pháp lại là một luồng linh lực tinh khiết mà cực kỳ mạnh mẽ đẳng cấp của luồng linh lực này cực cao bản chất rõ ràng là vượt qua cả thần lực vĩnh hằng hơn nữa còn cực kỳ nồng nặc tòa trận pháp này chắc hẳn là dùng để thi triển thuật điều đình tạo hóa cấp bậc vĩnh hằng mà thái vi viên cuối cùng không thể hoàn thành nhưng nhìn tình hình nơi này bọn họ hẳn là đã hoàn thành nhưng lại mất đi mục tiêu gánh chịu trong lòng sở hy thanh sinh ý nghi hoặc năm đó rốt cuộc thái vi viên đã phát sinh chuyện gì ánh mắt của hắn lập tức rơi vào vị trí cực bắc trong thái hạo điện chương 1879, chứng đạo Vĩnh Hằng. 3. Đó là vị trí cao nhất trong Thái Hạo Điện, trên bảo tỏa của tông chủ là một ông lão tóc trắng. Tuy rằng ông lão này đã chết, nhưng thân thể lại được bảo tồn hoàn hảo như hai vị siêu phẩm tọa trấn trong âm dương ngư nhãn của trận pháp, máu thịt tươi sống, nhìn như người sống. Hắn khoảng 70, dâu tóc bạc trắng, lại không có vẻ già nua. Mày trắng như kiếm, ánh mắt lấp lánh, ngũ quan như điêu khắc, khí chất là mờ ảo, cao cao không thể với tới đỉnh đầu của hắn là một búi tóc trắng kết thành đạo quan kết hợp với bộ đạo bào màu trắng khiến ông lão như tiên nhân trên cửu thiên chỉ là má trái của ông lão này lại tựa như che một lớp bùn đen nhìn qua cực kỳ ghê tởm và dữ tợn còn có bốn đạo linh quang đang vờn quanh hai bên trái phải sở hy thanh nhìn kỹ mới phát hiện đó là bốn cái thần khí chấn tông của thái vi viên trung ương mậu kỷ chấn nguyên đồ vạn pháp nguyên giới chu thiên tinh đấu trụ quang bàn và thiên mệnh đầu xúc sắc chúng vần quanh người ông lão khí cơ trên thân lại rất kỳ quái bốn cái thần khí tựa như đang đối kháng với ông lão nhưng khí cơ lại có chút giao hòa lẫn nhau sở hy thanh nghi ngờ không thôi ông lão này nhìn như ngã xuống đã lâu chỉ là hắn vẫn chưa chết hắn vẫn còn một ít ý thức còn sót lại la hán tông quan sát trận pháp bên trong diện vẻ mặt giật mình kinh hãi chắc hẳn bọn họ muốn mượn thần lực của một vị ma thần để triển khai điều đình tạo hóa cấp bậc vĩnh hằng bọn họ muốn vị tông chủ này dung hợp với thần nhãn, lại bị thần nhãn và lực lượng ma thần phản phệ. Trình độ phù trận của hắn cực cao, trừ vũ côn luân ra thì gần như là có một không hai thiên hạ, chỉ một lát là đã suy đoán được tám chín phần người. Hẳn là như vậy, sở vân vân lại âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm rốt cuộc là loại nguy cơ như thế nào, mới khiến cho thái vi viên có hành động điên cuồng như thế. Các ngươi đừng đi vào, chờ ta ở bên ngoài. Sở vân vân vừa dứt lời, đã cầm nghịch thần kỳ bước vào trong thái hạo điện thân hình nàng như quỷ mị, mang theo từng tầng ảo ảnh, lấp lóe qua lại bên trong tòa, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận này. Lúc này, sở vân vân cũng thể hiện trình độ pháp thuật vô cùng nhuần nhuyễn của mình. Mỗi một nơi nàng đặt chân vào, đều vừa đúng, không khiến cho đại trận phản kích, cũng không tạo thành nhiễu loạn gì với tòa trận pháp này. Lúc này, cái nhãn cầu màu đỏ kia đã nhìn chằm chằm vào sở vân vân. Ông lão áo trắng ngồi trên cao kia cũng bỗng nhiên trợn mắt lên, lộ ra một vệt ánh sáng sắc bén ánh mắt của hắn cũng đi theo bóng người của sở vân vân, tựa như đang quan sát thiếu nữ giáp đen này. Trong đáy mắt của hắn tựa như sinh sôi ý mừng, nhưng lại ngay sau đó lại hiện ra vẻ thất vọng. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, nhãn cầu khổng lồ màu đỏ kia bỗng nhiên bắn ra một bó kim quang trói mắt. Sắc mặt sở vân vân chợt thay đổi, nàng cũng không dám chống đỡ chính diện, nghịch thần kỳ bên tay phải vạch ngang một cái, làm cho không gian chung quanh dung chuyển kịch liệt, khiến cho bó kim quang kia bị bẻ cong. Trong khoảnh khắc này, bóng người sở vân vân lóe lên một cái trở lại trước cửa thái hạo điện nhãn cầu khổng lồ kia cũng khôi phục yên tĩnh khiến cho nàng thở phào một hơi đây là la hán tông cướp cho nàng cái thân phận đệ tử chân truyền nên cái thần nhãn này mới không đuổi tận giết việt mấy người sở hy thanh thì đã tan tác như chim muông bọn họ đều chạy trốn ra rất xa sau khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ mới bình tĩnh lại rồi thản nhiên như không có chuyện gì mà trở về chỗ cũ vị tông chủ đời cuối của thái vi viên này quả thực là còn sót lại chút ý chí hy vọng có thể lựa chọn một người kế thừa đạo thống thái vi viên nhưng hình như hắn không hài lòng với ta lắm khóe môi sở vân vân giật giật sau đó lại nhìn về phía sở hy thanh nên để người khác tiến vào thử xem sở hy thanh nhíu chặt lông mày ngay cả sở vân vân cũng không dám chống lại bó kim quang kia mình tiến vào có bị phân thây thành thịt miếng không nhưng vào lúc này kiếm tàng phong la hán tông và phong tam đều đưa mắt nhìn hắn kiếm tàng phong xoa cằm nói nếu nói ai trong số mấy người chúng ta có thể được vị tông chủ này tán thành, vậy cũng chỉ có thể là sở sư đệ. Sư đệ thiên phú cao tuyệt, lại kế thừa mấy trăm vạn ý chí của Thái Vi Viên, lại có một bộ phận thần lực của một kiếm tiên, thiên hạ ngày nay, ngoài ngươi ra còn có ai. Sở Hy Thanh cũng phải thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Hắn ngẩng đầu nhìn cái thần nhãn đang trôi nổi giữa không trung kia, do so dự một chút rồi nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt bước vào trong biệt. Sở Hy Thanh vẫn có vài phần nắm chắc hắn có, bàn cổ thần phong, chỉ cần tự phong ấn 3 ngày 5 ngày, chờ tông môn đến cứu viện là được. Ngoài ra, vô tướng thần tông cũng đã chuẩn bị pháp thuật phục sinh hắn từ lâu rồi, dù bộ thân thể này thần hồn câu diệt, thì cũng có thể phục sinh lần nữa. Đây là đãi ngộ mà Lý Trường Sinh cũng không có, nhưng sau khi phục sinh, cơ thể sở hy thanh sẽ rất yếu đuối, không gánh chịu nổi những pháp khí ở trên người. chương 1880, chứng đạo Vĩnh Hằng 4. Sở Hy Thanh vừa mới đi vào, ông lão áo trắng và thần nhãn đỏ như máu đã cùng nhìn về phía hắn. Hai cái một người một vật vẫn đang nhìn hắn, mãi đến khi sở hy thanh đi vào bên trong điện, đi vào trước chín bậc thang dưới ghế tông chủ mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sở hy thanh không hiểu gì về phù trận cả, hắn cứ đi thẳng vào trong, nhưng tòa trận pháp kia lại không có phản ứng gì. Có điều, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sở Hy Thanh phát hiện trong mắt ông lão áo trắng kia tựa như có một chút khó hiểu, bất đắc dĩ và ghét bỏ giống như một người nhìn thấy một đống phân trên bàn ăn, nhưng lại không thể không nuốt vào. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, chỉ sợ mình cũng không phải lựa chọn lý tưởng trong suy nghĩ của vị tông chủ này. Con đường của hắn đã thành hình, tu luyện chính là vô tướng công, là hỗn độn chi pháp, lại không biết chữ nào với pháp thuật. Có lẽ vị này cũng là nể mặt một kiếm tiên và mấy trăm vạn di trí của môn nhân đệ tử nên không thể làm gì. Mà ngay khi Sở Hy Thanh bước lên bậc thang thứ nhất, hắn bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, rồi chợt lùi về sau, trở lại nơi cửa. Sao thế, vẻ mặt sở vân vân đầy ngờ vực, có gì không đúng sao? Thần nhãn kia rõ ràng là không có động tính gì, không có bất kỳ ý đồ công kích nào. Vị tiền bối kia vừa giao lưu với ta, thần sắc sở hy thanh phức tạp, nhìn ông lão tóc trắng ở bên trong điện, ngày xưa, khi bọn họ chuẩn bị thuật điều đình tạo hóa, thì bị vạn trá chi chủ, bàn nhược lừa dối, xuất hiện sơ hở chí mạng, dẫn đến sắc thành lại bại nhưng cái sơ hở này đều tụ ở trên thân vị tiền bối này hắn có thể bài trừ bản thân ra ngoài cũng có thể cách ly viên tam đế thần nhãn kia trợ giúp người hoàn thành điều đình tạo hóa cấp bậc vĩnh hằng do đó lấy thân phàm nhân chứng đạo vĩnh hằng thành tựu thần vị la hán tông nghe vậy thì cả kinh sau đó lại thoải mái đao quân khinh thường cái này đúng không thần linh vĩnh hằng như vậy chính là loại yếu nhất trong thiên địa cũng không mạnh hơn võ tu siêu phẩm bao nhiêu trừ phi là hòa viên, tam đế thần nhãn, kia vào trong thần khu vĩnh hằng của mình. Nhưng mà dương thần Thái Hạo và kim thần Bạch Trúc đã phục sinh, La Hầu có thể trở về bất cứ lúc nào. Làm như vậy tuy có thể thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ, nhưng hậu hoạn vô cùng. Không chỉ là vậy, sở hy thanh ít một hơi, còn cần phải hạ lời thề trước, tam đế thần nhãn, và thần khế thiên bi trong tay vị này. Phải truyền thừa đại đạo của Thái Vi Viên, trong vòng 10 năm, phải bồi dưỡng ra 3.000 thuật sư thất phẩm cho Thái Vi Viên. Ngoài ra, còn cần 100 người đạt đến cấp độ tứ phẩm, một người đạt đến cảnh giới nhị phẩm. Nhất định phải là môn hạ chân chính của Thái Vi Viên, trong vòng 10 năm có thực lực tiếp quản Thái Vi Viên. Mấy người sở vân vân không khỏi hai mặt nhìn nhau, bồi dưỡng 3.000 thuật sư thất phẩm không khó, với tài nguyên bây giờ của sở Hy Thanh, và cả lực lượng của vô tướng Thần Tông, việc này là rất đơn giản. 10 năm 100 cái thuật sư tứ phẩm, hơi cố gắng một chút là có thể hoàn thành đơn giản là tìm 100 cái hạt giống thuật sư cấp siêu thiên kiêu cho Thái Vi Viên thôi. Nhưng muốn bồi dưỡng một thuật sư nhị phẩm trong vòng 10 năm thì lại khó như lên trời. Sở Hy Thanh hiển nhiên là không muốn gánh chịu cái gánh nặng và nhân quả này. Không biết chư vị có ý nghĩ gì không? Ánh mắt Sở Hy Thanh đảo qua đám người, việc bồi dưỡng thuật sư cho Thái Vi Viên, chúng ta có thể hợp sức, có thể nghĩ biện pháp. Cái cơ hội chứng đạo vĩnh hằng này, lại là thiên hạ hiếm có, có thể trăm vạn năm cũng không gặp một lần, Sở vân vân chắp tay sau lưng, không hề có phản ứng gì. Kiếm tàng phong cũng lắc đầu không có hứng thú. La hán tông thì cười khổ, tuy hắn chỉ là tán tu, nhưng cũng không nhìn chúng cái thần vị yếu đuối như vậy. Phong tam thì lại khinh thường ra mặt, chiếm thần vị yếu như vậy để làm gì, dựa vào ngoại lực thì còn gọi là chứng đạo sao. Sở hy thanh gái gãi đầu, vậy để ta hỏi những người khác. Hắn hơi vung tay lên, ném bốn tấm tin phù ra ngoài. Sở hy thanh tự nhiên không thể hỏi bốn tên nội quỷ dưới trướng hắn sẽ không ngu đến mức để cho mấy người này nhận được chỗ tốt như vậy. Chỉ một lát sau, mấy người lục loạn ly, Diệp Chi Thu, Tông Tam Bình và Nhậm Tiếu Ngã đều lần lượt trả lời. Sở Hy Thanh xem xong thì không khỏi, chật, một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, đều là hạng người tâm cao khí ngạo nha. Tất cả mọi người đều từ chối, nhưng mà cũng không có gì kỳ lạ, bốn người đều có hy vọng tiến vào siêu phẩm, thấp nhất cũng là nhất phẩm, quả thực là không quá để ý cái phần cơ duyên này. Nội tâm sở hy thanh lại hơi động, tiểu chiêu, hay là ngươi lên. Bạch Tiểu Chiêu nằm trên đỉnh đầu hắn lập tức lắc đầu, lắc mạnh như chống bòi. Thừa hoàng tuổi thọ rất cao, sống rất lâu, sống mười mấy vạn năm cũng là bình thường. Chỉ sợ sau này nàng không cần làm gì, sau mười mấy vạn năm cũng có thể nắm giữ năng lực như Lê Sơn Lão Mẫu, thu được thần lực vĩnh hằng, cần gì phải đi chứng đạo vĩnh hằng như vậy. chương 1881, chứng đạo vĩnh hằng. Năm, thôi, sở hy thanh ít một hơi, còn có một biện pháp khác, chúng ta dùng cái điều đình tạo hóa này lên tam đế thần nhãn khiến chúng dung luyện thành một thể để nó trở thành pháp khí hộ sơn của thái vi viên dự đoán là chỗ lực lượng còn sót lại của điều đình tạo hóa có thể tăng một cái pháp khí lên nửa cấp đến một cấp ta chuẩn bị dùng cho huyết nhai thần đao hoặc là tinh thần quyền ấn và vạn tượng tinh bản của ta ngoài ra ta còn có một ý tưởng khác hắn quay đầu nhìn la hán tông là tiên sinh ta là người vô tướng thần tông không tiện gia nhập vào thái vi viên nhiều lắm cũng chỉ làm chức khách khanh trưởng lão giống như một kiếm tiên không đủ để gánh chịu nhân quả này của thái vi viên không biết ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của thái vi viên không ý của ta là trở thành đệ tử truyền thừa chân chính kế thừa tất cả của thái vi viên hắn âm thầm cho mình một like như vậy thì không cần đau đầu về việc bồi dưỡng thuật sư nhị phẩm nữa bởi vì đã có sẵn một cái rồi ngay cả việc ba nghìn thuật sư thất phẩm kia cũng có thể ném cho la hán tông để la hán tông tự vất vả đi hắn là người của Thái Vi Viên, hắn không làm việc này, chẳng lẽ còn trông chờ vào người khác. La Hán Tông nghe vậy thì không dám tin tưởng, sau đó lại mừng rỡ như điên. Hắn không hề do dự, lập tức ôm quyền không người, vốn mong chờ được như thế, lại chẳng dám xin. Trở thành đệ tử truyền thừa của Thái Vi Viên, có nghĩ hắn có thể thu được tất cả truyền thừa pháp thuật của Thái Vi Viên. Còn các các loại kho tàng của Thái Vi Viên, Sở Hy Thanh và Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ lấy đi một phần lớn, nhưng ít nhất cũng phải để lại cho hắn một phần mười chứ, đúng không? Thái vi viên mới, cần vô tướng thần tông và sở hy thanh che chở, cũng cần tài nguyên nhất định để phát triển. Còn bốn cái thần bảo siêu phẩm kia, kiểu gì cũng bảo để lại cho hắn một món. Hắn còn có thể thu được quyền khống chế cái, tam đế thần nhãn, này. Là hắn tông nhìn ra thứ này tiêu hao cực lớn, phải tựa vào trận pháp tầng trên và lực lượng linh mạch mới có thể tồn tại và sử dụng. Hơn nữa, Mỗi ngày chỉ sử dụng được 5 lần, vượt quá số lần thì phải dùng một lượng lớn linh thạch để bổ sung lực lượng. Tuy nhiên, uy lực của nó thì không cần phải nghi ngờ, ngay cả thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, phạm vi bao phủ cực lớn, chỉ cần có linh thạch, phạm vi 20 vạn dặm đều nằm trong phạm vi đả kích của nó. Đương nhiên, thứ này không phải là không có hạn chế nào. Khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, nhưng bản thân thái vi viên lại có thể di động. La Hán Tông biết, nếu mình có được cơ duyên này nhiều nhất là 3 năm rưỡi nữa, siêu phẩm có hy vọng. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, không ngạc nhiên chút nào. Hắn lấy ra một quyển trục, đưa đến trước La Hán Tông, nếu người đồng ý, vậy thì ký thần khế này đi. Hắn không thể vô duyên vô cớ cho La Hán Tông lợi ích lớn như vậy. Lúc này, ông lão áo trắng trong điện như có cảm ứng, liền đưa mắt nhìn về phía La Hán Tông, đôi mắt kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng thỏa mãn. La Hán Tông không cảm nhận được việc này, khóe miệng hắn giật giật, quan sát các điều kiện trên thần khế điều kiện rất hà khắc nhưng cũng cực kỳ hợp lý một khi ký thần khế này hắn sẽ không còn là người tự do nữa mà trở thành thuật sư riêng của sở hy thanh phải bán mạng cho sở hy thanh đến già thái vi viên cũng sẽ trở thành môn phái phụ thuộc vào vô tướng thần tông nhưng hắn và thái vi viên đều nhận được sự che chở của vô tướng thần tông sau đó la hắn tông nhíu chặt lông mày kho tàng của thái vi viên nhất định phải để lại cho chúng ta ba phần mười bốn cái thần bảo các ngươi lấy ba cái là không có vấn đề, nhưng là Mỗ phải được quyền chọn trước. Còn nữa, nếu vô tướng thần tông đã cầm ích của Thái Vi Viên, vậy thì phải gánh chịu nghĩa vụ tương ứng. Trong vòng 200 năm, tất cả các phó quán phân bố trên thiên hạ của các ngươi đều phải trợ giúp Thái Vi Viên tuyển chọn đệ tử. Nếu hắn đã thừa kế Thái Vi Viên, vậy cái mông nhất định phải nghiêng về phía Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi cười nhạo một tiếng, ba phần mười. Ta thấy là tiên sinh ngươi muốn tiền đến biên rồi hắn đang định mở miệng trào phúng, lại bị kiếm tàng phong kéo tay áo. Kéo cái gì, ngươi thấy tên này phát rồi chưa? Còn chưa gia nhập thái vi viên mà đã dám cò kè mặc cả với ta. Sở Hy Thanh chợt phát hiện không đúng, hắn nghiêng đầu qua, phát hiện tam đế thần nhãn, đang nhìn chằm chằm vào mình, đồng tử dựng đứng kia đang tụ tập kim quang trói mắt. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt nghiêm túc, được. Vậy thì ba phần mười, hắn nghĩ hai nhà bọn họ đều là minh hiếu, nếu bây giờ cướp đoạt quá ác thì không tốt cho sự đoàn kết sau này. Vị la tiên sinh này, tương lai cũng trở thành thuật sư của riêng hắn, nên vẫn phải tôn trọng một chút. chương 1882, Vương Giả trở về. Khi sở hy thanh dẫn la hán tông vào thái hạo điện, hắn cảm nhận được ông lão áo trắng thỏa mãn và vui mừng. Sở hy thanh có thể hiểu được, thiên phú pháp thuật của la hán tông là đỉnh cấp nhất, với tu vị nhất phẩm thượng của hắn, cộng thêm xếp hạng 36 thiên bảng hắn có đủ tư cách làm chủ bất cứ một thần tông nào. Nếu vị này không nghèo, trên người không có cái thần bảo ra dáng nào, truyền thừa sau nhất phẩm cũng có hạn, không thể ngưng tụ ra chân phù đạo chủng mạnh mẽ hơn, thì xếp hạng của hắn trên thiên bảng còn phải cao hơn. Mấu chốt là một cao nhân pháp thuật như vậy, lại còn là một tán tu, không có bất kỳ truyền thừa nào. Hắn còn rất trẻ, sống thêm 7-800 năm cũng không có vấn đề, đủ để che chở Thái Vi Viên vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Thái Vi Viên có người kế thừa, vị tông chủ này há có thể không vui mừng. Hắn kiếm bộn rồi, sở hy thanh dẫn là hán tông đi thẳng đến trước ông lão áo trắng, tam đế thần nhãn cũng không có động tĩnh gì. Khi hai người sở hy thanh bước lên bậc thang, thần hồn của ông lão áo trắng chợt thoát thể mà ra, hiện ra ở trước thi thể của hắn. Thân sắc của hắn nghiêm túc và uy nghiêm, nhìn xuống hai người rồi nói với giọng như lôi chấn, xin mời hai vị lập lời thề. Vẻ mặt sở hy thanh nghiêm nghị, nhìn nhau với la hán tông một chút, hắn chắp tay, sở mỗ nguyện lấy thần khế thiên bi làm chứng, lập xuống lời thề. Sở mỗ sẽ toàn lực che chở Thái Vi Viên 10 năm. Trong vòng 10 năm, sẽ hỗ trợ Thái Vi Viên đào tạo 3.000 đệ tử, 100 vị thuật sư tứ phẩm. Ngoài ra, sở mỗ còn toàn lực thúc đẩy minh ước giữa Thái Vi Viên và vô tướng thần tông, lấy 7 phần kho tàng và ba cái thần khí chấn tông của Thái Vi Viên. Hơn nữa cho phép Thái Vi Viên sao chép tất cả truyền thừa pháp thuật của vô tướng thần tông, đổi lấy vô tướng thần tông che chở ngàn năm nếu như trái lời thề sở mẫu nhất định sẽ chết dưới tam đế thần nhãn lập lời thề với thần khế thiên bi khiến sở hy thanh hơi chột dạ số lượng mảnh vỡ thần khế thiên bi trong tay vị này còn không bằng một phần hai của hắn la hán tông thì lại rất trịnh trọng hai tay bắt ấn quyết đệ tử nguyện lấy thần khế thiên bi làm chứng lấy nguyên thần tuyên thề sẽ truyền thừa đạo thống của thái vi viên nối tiếp đèn nhang của tổ sư lấy lại huy hoàng cho thái vi viên nếu như làm trái lời thề đệ tử sẽ chết dưới tam đế thần nhãn. Hồn phách của ông lão nghe vậy thì rất vui mừng mà gật đầu. Tế, khoảnh khắc này, toàn bộ thái vi viên đều ong ong, thiên đế tỏa, ngũ đế tỏa, đảo 12 chư hầu và chín đỉnh núi đều rung chuyển. Còn có những tiếng chuông sang sảng truyền đến từ phía xa xa. Giọng nói của ông lão lại khàn khàn thê lương. Ta lấy danh nghĩa của tông chủ đời thứ 58 Thái Vi Viên, sắc phong tán nhân La Hán Tông là tông chủ đời thứ 59, kế thừa tất cả pháp chế của Thái Vi Viên ta. Ngoài ra, mời nhân hoàng Sở Hy Thanh làm khách khanh hộ Pháp, thái thượng trưởng lão của Thái Vi Viên ta. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhướng mày lên, vị này biết tên của bọn họ cũng không có gì kỳ lạ. Khi hai người bọn họ vừa bước lên bậc thang, bọn họ đã dùng ý niệm trao đổi với nhau. Nhưng cái nhân hoàng này là thế nào? Là do thập nhị long thần thiên thủ ở trên người mình. Sở Hy Thanh muốn mở miệng giải thích, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn coi như thôi. Mình nói nhảm với một kẻ hấp hối sắp chết làm gì. Tàn hồn của vị tông chủ này, tất cả đều dựa vào chấp niệm truyền thừa Thái Vi Viên để chống đỡ đến bây giờ. Một khi chấp niệm hoàn thành, sẽ phải hồn tiêu phách tán. Sắc mặt la hán tông rất nghiêm nghị, hắn quỳ xuống, cung cung kính kính lại ông lão áo trắng. Đây là nhận sư thừa, cũng tại khoảnh khắc này, bên hông ông lão áo trắng bỗng, sặc một tiếng. Một thanh bảo kiếm có khí tím vần quanh bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ, bay đến trước người la hán tông. Cùng lúc đó, còn có một cái túi càn khôn và hai cuốn kinh thư màu cổ đồng bay ra khỏi tay áo của ông lão, trôi nổi trước mặt La Hán Tông. Trên thanh bảo kiếm màu tím này còn có bốn chữ tử khí tinh nguyên. Hai cuốn kinh thư kia, một cuốn là Đạo Pháp Hội Nguyên Thiên Cương và Đạo Pháp Hội Nguyên Địa Sát. Đây chính là Đạo Pháp Hội Nguyên do Thái Vi Viên biên soạn, ghi chép 36 Pháp Thiên Cương và 72 thuật địa sát chính thống nhất. Sở Hy Thanh nhìn thấy thanh kiếm kia thì không khỏi hâm mộ. Đây không phải thần khí chấn tông của Thái Vi Viên, nó hẳn là bội kiếm tư nhân của vị tông chủ đời cuối này. Phẩm chất của nó cực cao, gần như đã tiếp cận với nửa bước siêu phẩm, hơn nữa còn là trí bảo của thuật sư, có tác dụng tăng cường các loại pháp thuật hệ thổ và tinh thần sao. Còn về phần túi càn khôn, đó cũng là đồ vật tư nhân của ông lão này, không biết bên trong có thứ gì. Đây là vật tùy thân của một vị thuật sư siêu phẩm, chứng tỏ không phải chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh và La Hán Tông đã có hứa hẹn, tất cả kho tàng bên trong Thái Vi Viên đều chia bảy ba theo lý thuyết, cái túi càn khôn này cũng nên tính vào trong đó. Nhưng đây rõ ràng là thứ mà vị tông chủ này muốn giao riêng cho La Hán Tông. Ánh mắt sở hy thanh lóe lên, quét qua tam đế thần nhãn, kia một chút, quyết định vẫn rộng lượng một chút, không tính toán nữa. mươi 1883, Vương Giả trở về hai. La Hán Tông thì lại cực kỳ coi trọng hai cuốn đạo Pháp hội nguyên kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cuốn kinh thư, như đang thưởng thức chân bảo tuyệt thế. Sau đó, La Hán Tông lại cúi đầu xuống, giọng nói rất chân thành, đa tạ Tông Chủ. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng Tông Chủ, đời này nhất định sẽ trần hưng thái vi viên. Ông lão áo trắng mỉm cười thỏa mãn, sau đó phất tay áo một cái. Lúc này, toàn bộ linh cơ trong điện đều phát sinh dị biến. Tòa, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận, vẫn đình trệ kia, lại bắt đầu phát sinh động tính. Linh khí tinh khiết bị khóa chặt bên trong, đi theo sự chỉ dẫn của ông lão, hóa thành một cái em mờ dương thái cực ngư đồ, to lớn ở giữa không trung bao bọc lấy viên tam đế thần nhãn kia. Lúc này, thần phách của ông lão áo trắng lại hóa thành một vệt lôi đình màu trắng, đánh vào bên trong tam đế thần nhãn. Sở Hy Thanh thấy thế thì không khỏi ngây người. Hắn cho rằng vị tông chủ này hoàn thành chấp niệm xong, thì sẽ hồn phi phách tán. Nhưng không ngờ rằng, vị tông chủ này vẫn còn chấp niệm bảo vệ tông môn, và căm hận với các thần hắn muốn hòa thần hôn của bản thân vào trong tam đế thần nhãn, áp chế ý chí của ba thần trong thần nhãn, trở thành khí linh của tam đế thần nhãn. Trong mắt la hán tông lại lóe lên một vệt kỳ dị. Đây chính là pháp đứng đầu trong 36 pháp thiên cương, điều đình tạo hóa. Vị tông chủ này đang mượn thời cơ này, biểu diễn cho hắn xem tất cả ảo diệu của điều đình tạo hóa. Theo cái M Dương Thái Cực Ngư Đồ kia xoay tròn, viên tam đế thần nhãn kia cũng phát sinh biến hóa. Màu máu bên trong thần nhãn đang thối lui, tuy rằng mạch máu và dây thần kinh phía sau vẫn là màu đỏ tươi. Nhưng toàn thân nhãn cầu đã biến thành màu trắng, vị trí đồng tử lại từ từ biến thành màu xích kim, cũng không còn vẻ điên cuồng và lăng lệ như lúc đầu nữa. Quanh nhãn cầu còn có từng tầng đường viền kim loại, chúng nó vần quanh nhãn cầu, phía trên sinh ra các loại phù văn huyền bí và ảo diệu. Sau đó, viên tam đế thần nhãn, này từ từ nhỏ lại, lúc trước là khoảng 10 trượng, bây giờ chỉ còn đến khoảng 3 trượng lúc này la hán tông lại nhìn về phía sở hy thanh đã gần đủ rồi nếu đao quân muốn thăng cấp thứ gì thì có thể lấy ra sở hy thanh tự nhiên là muốn thăng cấp huyết nhai thần đao tuy rằng đao linh của thần đao này rất không tử tế nhưng nó có thể giúp thực lực của sở hy thanh tăng mạnh có điều lúc nãy hắn đã từng thử một lần thái vi viên ngăn cách trong ngoài bên trong này không thể gọi tiện nhai thần đao kia đến đây cũng chính là lý do vì sao hắn và Kiếm Tàng Phong đều không chịu hoán thần binh chấn tông khi chiến đấu trong Thái Vi Viên. Nếu không gọi được huyết nhai thần đao, vậy thì cũng chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là tinh thần quyền ấn. Vạn tượng tinh bàn cũng rất mạnh, có thể gia tăng các loại võ ý và huyết mạch. Nhưng bây giờ hắn không thiếu những thứ này, hắn thiếu là tu vị. Tinh thần quyền ấn có thể gia tăng thần nguyên vô tướng công và cửu luyện cực nguyên tử kim thân của hắn lên một cái cấp bậc. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh còn muốn tiến thêm một bước nữa. Khi Sở Hy Thanh lấy tinh thần quyền ấn ra, để nó trôi nổi bên cạnh Tam Đế Thần Nhãn, cái M Dương Thái Cực Ngư Đồ kia lại chuyển động chậm chậm. Trong mắt Sở Hy Thanh sinh ra ý mừng, vị tông chủ này rõ ràng là biết hắn muốn gì, nên cố tình cường hóa năng lực tăng cường tu vị. Khoảng 20 cái hô hấp sau, cái M Dương Thái Cực Ngư Đồ này là cung dương hết đà, nó hóa thành tưa sợi linh khí phân biệt rót vào trong tinh thần quyền ấn và tử khí tinh nguyên của La Hán Tông. Sở Hy Thanh không khỏi, chật một tiếng, lòng thầm nói vị tông chủ này không quá phúc hậu. Hiện giờ, tinh thần quyền ấn của hắn vừa mới bước qua ngưỡng cửa siêu phẩm, không thêm một ly, không thiếu một khắc. Tất cả linh khí dư thừa đều bị vị tông chủ này rót vào trong thanh tử khí tinh nguyên của La Hán Tông. Sở Hy Thanh triệu hồi, tinh thần quyền ấn, ngưng thần cảm ứng. Khóe môi của hắn không khỏi cong lên thứ này đã có thể cường hóa một phẩm dưới, cũng chính là ba cái cấp độ. Điều này có thể gia tăng phẩm chất chân nguyên và cường độ cương lực của hắn. Tuy rằng không thể gia tăng tố chất thân thể của hắn, nhưng cũng quyết định việc hắn có thể phát huy ra bao nhiêu thần uy của thiên quy. Mà bây giờ, dù hắn gặp phải võ tu nhất phẩm, thì cũng sẽ không chịu thiệt ở phương diện này. Ngoài ra, thống thiên tri pháp và nhiếp thiên tri pháp của tinh thần quyền ấn đã được cường hóa lên đến tầng 31, gần như đã đến cấp bậc gần thần sau này có thể phối hợp rất tốt với thập nhị long thần thiên thủ. Còn có tinh thần sao? Sở hy thanh âm thầm tiếc nuối lực lượng tinh thần sao càng ngày càng mạnh hơn, tinh thần quyền ấn cấp bậc siêu phẩm có thể triệu tập tinh lực mạnh mẽ hơn, ngừng tụ trên thân tinh thần. Như skill, ngôi sao la hầu, vấn đề là tu vị của sở hy thanh bây giờ vẫn là tứ phẩm thượng, cấp bậc của thứ này vẫn chưa thể tăng lên. Trường 1884, Vương Giả trở về ba khi sở hy thanh đang ngưng thần cảm ứng, tinh thần quyền ấn, thì bỗng nhiên lại biến sắc mặt. Hắn cảm giác được một luồng nguy hiểm đến cực hạn, như là kim châm đâm vào trong tâm linh của hắn. Để cho hắn sờn cả tóc gáy, toàn thân đều nổi ra gà. Ngay sau đó sở hy thanh đã khóa chặt đầu nguồn của cảm giác nguy hiểm đó. Đó chính là thi thể của tông chủ đời cuối. Chẳng biết từ bao giờ, toàn bộ khuôn mặt của thi thể đã bị khí tức như bùn đen bao trùm. Hắn thế mà lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc quét nhìn tòa thái hạo điện này bên trong con người sắc bén kia, lại ngậm lấy thần uy vô thượng. Sở Hy Thanh chỉ nhìn nhau một chút với hắn, liền cảm thấy tâm linh như bị búa tạ nện vào, gần như bị một ánh mắt của đối phương đánh nát. Thí thần huyết cương của hắn lập tức phản ứng, hình thành từng mảng từng mảng giáp phải màu máu ở trên trán của Sở Hy Thanh. Là, vạn trá chi chủ, bàn nhược, la hán tông bắt ấn quyết, làm cho thanh tử khí tinh nguyên kiếm lơ lửng ở sau lưng, tầng tầng lớp lớp phù trận ở phía sau hắn đã mở ra, bày ra tư thế phòng bị nhưng thần bàn nhược chỉ ngồi yên trên bảo tỏa của tông chủ, không hề động đậy. Bốn cái thần bảo truyền thừa của Thái Vi Viên đang cấp tốc chuyển động quanh người hắn, tựa như đang dốc hết sức để áp chế vị ma chủ cực kỳ mạnh mẽ này. Thần bàn nhược vẫn đang nhìn sở hy thanh, khóe môi của hắn hơi cong lên, hiện ra một nụ cười quái dị. Cũng tại khoảnh khắc này, tam đế thần nhãn đã bắn ra một đạo kim quang trói mắt. Chỉ một đòn, thi thể của tông chủ đời cuối và tất cả ma niệm của thần bàn nhược đều nổ thành mảnh vụn hóa thành từng điểm bụi đen rồi tiêu tán trong không trung đao quân không sao chứ la hán tông nhìn về phía sở hy thanh với vẻ lo lắng công kích của thần bàn nhược hầu như đều nhằm vào vị đao quân này lúc này ba người sở vân vân kiếm tàng phong và phong tam đều bay vào trong điện bọn họ cũng không yên tâm đều nhìn sở hy thanh với vẻ lo lắng ta không sao sở hy thanh lắc lắc đầu chắc là hắn muốn dở trò gì đó với nguyên thần của ta nhưng lại bị thí thần huyết gương của ta cản được khi hắn nghĩ đến nụ cười quái dị của thần bàn nhược, lại không tự chủ được mà nhíu chặt lông mày. Tuyệt đối không thể khinh thường vị, vạn trá ma chủ, này được, hắn chính là tồn tại nửa bước tạo hóa. Đã từng có một quãng thời gian, vị thần linh này đã đùa giỡn toàn bộ thiên địa trong lòng bàn tay. Bộ tộc khổng tước cực kỳ mạnh mẽ ở thời kỳ viễn cổ, gần như tuyệt diệt trong tay hắn. Sau đó, sở hy thanh đè bất an trong lòng xuống, khôi phục nụ cười. Hắn giơ tay lên, lấy những mảnh vỡ thần khế thiên bi ở trên bảo tòa tông chủ. Tiếp theo là bốn cái thần khí chấn tông này, là tiên sinh muốn chọn kiện nào. Sở Hy Thanh vừa nói hết câu, liền thấy một đạo hắc quang bay đến. Sở Hy Thanh nhận ra đây chính là đạo hắc quang ở trong thần binh khố. Lúc này, nàng đã hiện ra bóng người, rơi vào cái thần khí có hình xúc sắc 18 mặt màu vàng sẫm kia. Tiểu tinh linh sáu cánh này đang vỗ ba đôi cánh của mình, lôi kéo viên, thiên mệnh đầu, to bằng nắm tay này về phía sở vân vân, hơn nữa còn cực kỳ ngoan ngoãn mà rơi vào lòng bàn tay của Sở Vân Vân. Sở Hi Thanh và La Hán Tông không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ chớp mắt là đã hiểu rõ ràng. Tiểu tinh linh này trốn khỏi Thần binh khố là để đi tìm Sở Vân Vân. Thì ra là như vậy, vẻ mặt La Hán Tông thoải mái, nó là khí linh ở Thần binh khố, đang hấp thu thiên mệnh của những thần binh kia. Khóe môi Sở Hi Thanh lại không tự chủ được mà giật giật vài cái. Ngoài tuyệt đối ra, còn có thêm cả thiên mệnh sao? Thiên mệnh đầu là thần khí chấn tông quan trọng nhất của Thái Vi Viên, có người nói bên trong có lực lượng và pháp môn, thắng bại thành bại, được xưng là thiên mệnh. Tuy rằng nó không có lực công kích, nhưng công dụng lại rất rộng. Có thể thu thập lực lượng vận mệnh, dùng cho chiến đấu, luyện khí, luyện đan, vân vân. Có người nói, chỉ cần ném ra trên 10 điểm, như vậy làm chuyện gì cũng có tỷ lệ thành công cực lớn. Vì vậy, cái thiên mệnh đầu này chính là thứ sở hy thanh thèm muốn nhất. Sở Hy Thanh nhìn viên xúc sắc 18 mặt rơi vào trong tay sở vân vân thì không khỏi lắc đầu. Quên đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thứ này rơi vào tay vợ mình cũng giống nhau. Hắn chấp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn La Hán Tông, La Tiên Sinh, người cũng thấy đấy, cái này không phải ta không tuân tử lời hứa. La Hán Tông không để ý lắm, hắn bật cười lắc đầu, giơ tay kéo, chu thiên tinh đấu trụ quang bàn, đến trước người. Ta chọn thứ này, sở Hy Thanh thấy thế thì hơi bất ngờ. Trong bốn cái thần khí của Thái Vi Viên, thiên mệnh đầu là thần kỳ nhất. Mạnh nhất lại là Trung ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên Đồ. Thời kỳ toàn thịnh, thứ này chính là thần bảo nửa bước vĩnh hằng, bây giờ đã rơi xuống cấp bậc siêu phẩm. Nhưng nó vẫn có căn cơ của một thần khí vĩnh hằng. chương 1885, Vương Giả trở về 4. Nghe đồn, Trung ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên Đồ được chế tạo từ một đồ vật tiên thiên cực kỳ mạnh mẽ, có tiềm lực vô hạn, có người nói giới hạn của nó có thể lên đến nửa bước tạo hóa. Năng lực của nó cũng rất mạnh mẽ, sau khi triển khai sẽ bao trùm địa vực phạm vi 3.000 dặm, được xưng là mở ra một động thiên khác. Thuật sư có thể mượn, trung ương mậu kỷ trấn nguyên đồ, để thao túng lực luyện thổ nguyên trong khu vực nó bao trùm, điều chỉnh linh mạch và linh lực, hơn nữa còn có thể sửa chữa thiên quy đạo luật, nắm giữ quyền năng giống như tạo hóa chúa tể. Vị quần sơn xã tắc chi thần kia, rất có thể là thèm muốn thứ này, vì thế mà còn hy sinh một cánh tay của mình. Nói đến quần sơn xá tắc chi thần, theo hóa thể của vị này tử vong, thần thuật tiên sơn di thạch đã bắt đầu mất hiệu lực. Không gian bên ngoài thiên đế tọa bắt đầu biến hóa kiệt liệt, những ô không gian kia bắt đầu trở về vị trí cũ, mọi thứ trở về như ban đầu. Như vậy hai cái còn lại đều thuộc về vô tướng thần tông ta. Sở Hy Thanh phất tay áo một cái, trực tiếp thu hai cái thần bảo vào trong nhẫn càn khôn của mình. Nhẫn càn khôn của hắn cũng bị trận pháp trong thái vi viên ngăn cách trong ngoài, không thể trực tiếp đưa thần bảo về thái hư bàn ở vô tướng thần sơn nhưng bản thân nhẫn càn khôn vẫn còn một không gian nhất định, đủ để chứa hai thứ này. Hắn chuẩn bị nộp hai cái thần khí này lên tông môn. Trung ương mậu kỷ trấn nguyên đồ, loại này chính là chuẩn bị cho các tông phái cỡ lớn, chơi một mình là không chơi nổi. Còn về phần, vạn pháp nguyên giới, sở hy thanh đúng là có thể sử dụng thứ này. Vấn đề là thứ này được xưng là trí bảo của thuật sư, là vạn pháp chi nguyên. Sở hy thanh là một võ tu, không pháp huy nổi một phần vạn uy lực của vạn pháp nguyên giới. Nhưng một khi cái Vạn Pháp Nguyên Giới này rơi vào tay thuật sư viện của vô tướng thần tông, như vậy có thể tạo ra một chục sức chiến đấu nhất phẩm. Ngươi không nghe nhầm đâu, là một chục, không phải một, Vạn Pháp Nguyên Giới có tổng cộng 13 chiếc, một nhẫn chính và 12 cái nhẫn phụ. Thần khí này cần số lượng thuật sư tương đương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ cần 13 vị thuật sư nhị phẩm đồng thời đeo Vạn Pháp Nguyên Giới, bọn họ sẽ có lực lượng đủ để chống đỡ 12 vị nhất phẩm thượng còn có thể để một vị thuật sư nhị phẩm tăng lên cấp độ nhất phẩm đỉnh phong, tuy lực to lớn, thần quỷ tránh lui. Hơn nữa, cấp độ thuật sư đeo, vạn pháp nguyên giới, càng cao, số lượng càng nhiều, sức chiến đấu gia tăng càng lớn. Nếu như toàn bộ thuật sư đeo, vạn pháp nguyên giới, là nhất phẩm, lại có hơn vạn thuật sư kết trận phụ trợ, vậy thì cực kỳ kinh khủng. Sở Hy Thanh vừa lấy là nhẫn chính của vạn pháp nguyên giới, 12 nhẫn phụ còn nằm trên các bộ hài cốt ở trong, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận. Ý niệm sở hy thanh đảo qua đại điện, 12 chiếc nhẫn phụ kia lập tức bay vào trong tay hắn, sau đó cũng rơi vào trong nhẫn càn khôn. Hắn cũng thuận tay giấu mấy cái pháp khí không gian còn chưa bị tổn hại. Sau đó, những thứ này sẽ được giao cho độ chi viện của vô tướng thần tông, thống nhất và kiểm kê, cuối cùng ba nhà chia của. Sở hy thanh thở dài, quay sang nói với kiếm tàng phong, sư huynh phải nói giúp ta vài câu, bảo tông môn chia cho ta nhiều một chút. Người nhìn ta ra sức như vậy, vào sinh ra tử như vậy, kết quả lại không lấy được một cái thần khí nào. Kiếm tàng phong nghe vậy thì mỉm cười, nói cứ như là sở vân vân không phải người của sở hy thanh ngươi vậy. Nhưng trận tranh đấu thái vi viên này, sở hy thanh đúng là đã tốn rất nhiều công sức. Ta chỉ là một đệ tử chân truyền nho nhỏ, sư đệ nói với ta thì có ích gì. Kiếm tàng phong lắc đầu, người bây giờ chính là bảo bối của tông môn, tông môn có thể để ngươi chịu thiệt sao? Hơn nữa trưởng lão viện thưởng phạt nghiêm minh, tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vậy sao, Sở Hy Thanh nhớ đến gương mặt keo kiệt của đại trưởng lão Hắc Thu Phong thì khó có thể yên tâm. Ông lão này không dễ lôi kéo làm quen lắm, tiếc là Phương Bất Phiên đã đi làm nhiệm vụ, còn không biết đi nơi nào. Bằng không hắn có thể mời Phương Sư Huynh về, lấy độc trị độc. Phương Sư Huynh có thể giúp hắn lấy càng nhiều, thì được trích phần trăm càng nhiều. Bây giờ chỉ có thể để Phong Tam ra mặt, để vô thượng kiếm tâm hạ Bạch Thạch lên bàn luận với Hắc Thu Phong. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy đắc ý, sau đó liền nhìn về phía La Hán Tông, Truyền thừa thái vi viên đã xong, là tiên sinh có thể mở núi. Không vội, lúc này, La Hán Tông lại lấy một viên pháp giới từ trong túi càn khôn mà tông chủ đời cuối đưa cho. Hình dáng viên pháp giới này cực kỳ tương tự với Vạn Pháp Nguyên Giới, đều là hình một chiếc nhẫn, nhưng viên bảo thạch trên nhẫn lại là vô sắc, hoàn toàn khác với viên bảo thạch màu tím của Vạn Pháp Nguyên Giới, rõ ràng là vẫn đang nằm trong trạng thái khí phôi. Chương 1886, Vương giả trở về năm Tông chủ đời trước từng nói với ta, Thái Vi Viên mời đao quân làm khách khanh hộ pháp của tông ta, không thể không có lễ. Thái Vi Viên bây giờ đang túng quấn, chỉ có thể lấy thứ này thay thế, kính xin đao quân vui lòng nhận cho. La Hán Tông vừa nói chuyện vừa giơ tay lên, vị trí bảo tỏa của tông chủ lại có từng tia tia linh quang ngưng tụ. Tam đế thần nhãn, trên không trung cũng bắn ra một chùm sáng màu vàng óng, tụ hợp với từng tia linh quang kia. Sở vân vân thấy thế thì nhướng mày liếu, chân phù đạo trùng đây là hạt nhân của thuật sư, là trụ cột của pháp thuật. Đúng vậy, đây là chân phù đạo chủng của tổ sư đời trước. Khi còn sống hắn đã lên cấp siêu phẩm đỉnh phong, vì vậy đạo chủng này có năng lực tiếp cận với vĩnh hằng bất diệt. La Hán Tông lại bắt một ấn quyết, làm cho những linh quang này hội này thành một đoàn, sau đó hòa vào trong viên bảo thạch không màu trên nhẫn. Cái pháp giới này vốn là khí phôi còn thừa lại khi tế luyện, vạn pháp nguyên giới, dùng để cố hóa chân phù đạo chủng của tông chủ đời trước là rất thích hợp. Ngày xưa, vạn pháp nguyên giới, vốn là kết hợp với chân phù đạo chủng của 13 vị tổ sư để luyện thành. Sau này đao quân chỉ cần cung cấp chân nguyên cho nó, hoặc là cung cấp linh thạch cho nó, liền có thể sử dụng 13 loại trong 52 pháp thiên cương của Thái Vi Viên, cùng với tất cả pháp thuật dưới nhất phẩm. Ngoài ra, còn có thể thuấn phát cô cần niệm chú hay tụ lực tất cả thuật điện sát tam phẩm và một bộ phận pháp thuật nhị phẩm ở bên trong. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, thứ này còn mạnh hơn, ngoại pháp thần đồng, mà hắn đang dùng nhiều, Tuy rằng sở hy thanh không có nhiều cơ hội sử dụng pháp thuật, nhưng thỉnh thoảng nó cũng có thể tạo tác dụng lớn. Sau khi tế luyện xong, bảo thạch trên nhẫn cũng biến thành màu tím, giống hệt với vạn pháp nguyên giới, chỉ là màu tím của nó càng thuần túy hơn. Còn về phần 36 pháp thiên cương lại có 52 loại. Đây là thường thức, ban đầu đúng là chỉ có 36 pháp thiên cương, sau đó số lượng càng ngày càng nhiều. Thái vi viên diệt phong 2 vạn năm, số lượng pháp thiên cương đã vượt qua 60 loại. Trong hai vạn năm này, cũng có rất nhiều thiên tài pháp thuật, có thành tựu phi phạm trên con đường này. La Hán Tông đưa nhẫn đến trước người sở hy thanh, sau đó liền dạo bước đi đến tòa bảo tòa tông chủ đang trông không kia. Tiếp theo hắn phải khống chế toàn bộ Thái Vi Sơn, mở trận pháp phong ấn. Sở hy thanh thì lại thưởng thức chiếc nhẫn trong tay, hắn bỗng nhiên có ý nghĩ, liền liếc mắt nhìn ra ngoài điện. Chẳng biết từ bao giờ, sở vân vân đã đi ra ngoài Thái Hạo Điện, ngẩng đầu nhìn không gian Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, đeo chiếc nhẫn mà hắn đặt tên là ngoại pháp thần giới, lên ngón tay cái, sau đó ngự không mà lên, bay đến sau lưng sở vân vân. Vân vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Hy Thanh tò mò hỏi, ta cảm nhận được sát khí trên người ngươi rất nặng. Sở vân vân nghiêng đầu qua, đôi mắt màu xanh lam lại lộ ra ánh sáng lộng lẫy và sắc bén như đao, mà liều đao vương trang nghiêm vẫn chưa hiện thân, chắc hẳn đã chạy ra khỏi thái vi viên rồi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì bừng tỉnh, thân phận của ngươi đã bại lộ nếu trang nghiêm đã đào tẩu như vậy tất cả người trong thiên hạ đều phải biết kiến nguyên đế an bắc đại tướng quân tần thắng thiết sơn quận chúa tần tịch nhan phiêu kỵ đại tướng quân vũ văn bá đương nhiên còn có thiết kích vô địch tần phụng tiên sở hy thanh chắp tay sau lưng cũng đưa mắt nhìn về phía bắc như vậy ngươi chuẩn bị ra tay từ nơi nào nếu hoành tuyệt vạn cổ quân đốc mắt xanh tái hiện nhân thế tự nhiên sẽ mang đến một trận gió tanh mưa máu hắn và sở vân vân bây giờ cũng có lực lượng để thanh toán tất cả những thứ này. Bắt đầu từ biên quân phía đông bắc đi, sở vân vân hiển nhiên là đã có suy tính từ trước, ánh mắt của nàng càng ngày càng ác liệt trời cho không lấy chính là tội. Không thể để tên hôn quân kia trà đạp và lãng phí bộ hạ cũ của ta được. Hơn 300 vạn biên quân kia, nàng nhất định phải nắm giữ trong tay, cầm nhánh quân này để nhìn thiên hạ. Phong Tam và Kiếm Tàng Phong ở phía sau nghe đến đây, thì không khỏi nhìn nhau một chút, bọn họ đều có linh cảm, một trận sóng to gió lớn sắp sửa xuất hiện ở Bắc Địa. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hai người lại sinh sôi ý hưng phần và chờ mong. Cùng lúc đó, tại Thiên Vân Sơn trên, thiết bích sơn mạch. Thiết kích vô địch tần phụng tiên tự lấy danh hào, Thiên Vân Sơn cư sĩ, nhưng có rất ít người biết, vị trí của hắn ở Thiên Vân Sơn là không cố định, sẽ biến hóa theo tình hình. Thiết bích sơn mạch kéo dài 9 vạn dặm, nơi rộng nhất đạt đến 3 vạn dặm, tổng cộng hơn 20 vạn ngọn núi, nơi nào không thể làm thiên vân sơn. Lần trước hắn giả danh thiên dực thần đao tiêu long đồ, liên thủ với thư hoài thạch tấn công vạn ma quật. Sau chiến đấu thì lo lắng vô tướng thần tông tính sổ, cho nên đã di chuyển lần nữa. chương 1887, vương giả trở về 6. Nhưng ngày hôm nay, tần phụng tiên đang tiềm tu dưới chân núi, tâm thần bỗng nhiên hơi động, sinh ra cảm ứng. Tần phụng tiên biết, thời gian gần đây vô tướng thần tông đang truy tìm tung tích của hắn. Để tránh bị bại lộ, Tần Phụng Tiên ra vào cực kỳ cẩn thận. Hắn thậm chí còn không dám cư trú trên đỉnh núi như ngày xưa, mà chỉ xây nhà ở rừng rậm dưới chân núi. Làm như vậy chính là để phòng ngừa người của vô tướng thần tông tình cờ bay qua đây lại phát hiện ra hắn. Toàn bộ thiên hạ bây giờ, không có quá năm người biết vị trí của hắn. Là Trang Huynh, Tần Phụng Tiên hơi nhướng mày, lắc mình đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy khách đến, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đây là một người trung niên mặc trường bào màu xám, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao vót. Thân thái của hắn vốn nên phóng khoáng bất kham, nhưng lúc này chỉ còn suy yếu và chật vật. Nơi ngực của người trung niên vẫn còn một cái lỗ thủng cực lớn. Vết thương này hẳn là do một thanh trường thương tạo thành. Với tu vị của Trang Nghiêm, mà vết thương này vẫn chưa thể khép lại, máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Tần Phụng Tiên nhìn vết thương kia, ý kinh hãi trong mắt càng đậm hơn, giọng nói của hắn hơi run, Trang Huynh, tại sao lại ra nông nỗi này? Ngươi thấy rồi còn gì? Trang Nghiêm cười khổ một tiếng chỉ chỉ vào ngực của mình, nàng đã trở về. Chính là hậu nhân của huynh trưởng ngươi, hoành tuyệt vạn cổ, quân đốc mắt xanh tần mộc ca. Nàng rõ ràng là đã chết, nhưng không biết vì sao lại khởi tử hoàn sinh. Hô hấp của tần phụng tiên nhất thời cứng lại, chỉ cảm thấy trái tim của mình co rút lại. Thật ra ta đã đoán được từ trước, nếu sở tranh còn sống, như vậy nàng cũng có thể còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn nhau với trang nghiêm, nàng không thể không bị độc chú ảnh hưởng, ta muốn biết, Tần Mộc Ca bây giờ đã khôi phục mấy phần thực lực? Có lẽ còn chưa đến 3 phần, 3 phần thực lực mà đã kinh khủng đến nước này. Vẻ khổ sở trên mặt trang nghiêm càng đậm hơn, trận chiến này, ta và quần sơn xã Tắc chi Thần, Cốt Túc Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Thần Hành Tinh Quân, năm người liên thủ mà lại bị nàng làm thịt Cốt Túc Tinh Quân, sau đó một thương đánh ta trọng thương. Người có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của nàng chưa? Tần Phụng Tiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, sau đó nhắm mắt lại, rất lâu vẫn không nói gì nhưng không lâu sau, đôi thiết kích của hắn chợt phát ra từng trận ong ong. Hai cỗ khí thế sắc bén sông thẳng lên trời, chấn động hư không. Tần Phụng Tiên phát ra một tiếng than thở, đây chẳng lẽ là ý trời. Thật sự không thể tránh, cửu cửu hạo kiếp, này sao? Nhất định phải ứng ở trên người Tần Thị Ta. Thiết Sơn Tần Thị Ta, sao lại xuất hiện một nghiệp chướng như vậy? Nhất định phải dẫn kiếp nạn này lên người Thiết Sơn Tần Thị Ta. Trang nghiêm nghe mấy lời đường hoàng chính nghĩa của hắn thì lại vô cảm, hắn lạnh nhạt nói tần huynh vẫn lo lắng cho bản thân mình thì hơn tần mộc ca vương giả trở về nhất định sẽ thanh toán tất cả có oán báo oán có thủ báo thù tần huynh ngươi còn chuẩn bị trốn ở chỗ này chờ tần mộc ca đến tận cửa sao ngươi không thoát đâu khoảnh khắc này sát ý mãnh liệt của hai người bọn họ giao cảm với vùng không gian này khiến cho mây đen cuồn cuộn kéo đến những tia chớp lóng lánh trong tầng mây phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc rung động tâm can đã là nghiệp chướng của tần gia ta tần mỗ tự nhiên sẽ ra mặt xử lý. Tần Phụng Tiên nghiêng người qua một bên, làm dấu xin mời, trang lão đệ, mời vào trong thương lượng, ta có thể thuận tiện chữa thương cho ngươi. Hắn cũng muốn thông qua vết thương của Trang Nghiêm, để nhìn thương pháp của Tần Mộc Ca đã đến trình độ nào. Trang Nghiêm cũng không từ chối, trực tiếp đi vào trong phòng rồi ngồi xuống, với lại còn mặc kệ để cho Tần Phụng Tiên ngồi xuống phía sau mình. Nếu như là trước kia, thì hắn còn có vài phần phòng bị. Nhưng bây giờ sao, trang nghiêm tin tưởng tần phụng tiên sẽ không mất lý trí như vậy sắc mặt hắn âm trầm tần huynh con đường phía trước của chúng ta rất gian nan nhiều nhất là nửa năm trong vòng nửa năm sức chiến đấu của tần mộc ca nhất định sẽ bước vào cảnh giới gần thần đến khi đó mặc kệ là thần đao môn của ta hay là tần phụng tiên ngươi tất cả đều phải chết toàn bộ thiên địa này đều không có chỗ cho chúng ta dung thân tần phụng tiên lại nhìn kỹ vết thương của trang nghiêm sau đó đặt tay lên gần miệng vết thương của trang nghiêm một cái chớp mắt tiếp theo, từng đạo thương khí ác liệt bắn ra khỏi miệng vết thương, khiến cho căn phòng đá xanh này bị thủng trăm ngàn lỗ. Ta đã biết sâu cạn của nàng, há có thể để nàng sống đến khi đó. Chúng ta có thể giết nàng một lần, vậy cũng có thể giết nàng lần thứ hai. Mặt Trang Nghiêm không hề có cảm xúc, thản nhiên như không, "Giết." Nói nghe thì dễ, Tần Mộc Ca sẽ không cho ngươi cơ hội ám hại nàng lần nữa, ngươi có chú ý đến vết thương trên người ta không? Nàng đã tự ngưng tụ huyết mạch ở bước đầu khiến cho thần uy của vạn thần kiếp nhà các ngươi đã tăng thêm một tầng. Chương 1888, thê tử của vô cực đao quân. Giết không được cũng phải giết, Tần Phụng Tiên nhấn mạnh, tiếng nói ác liệt như lưỡi đao, thế gian bây giờ đã khác với 3 năm trước rồi. Các thần nhập phàm, yêu ma nhảy múa, uế khí nảy sinh. 3 năm trước, chúng ta cần đặt bẫy kéo nàng ra vực ngoại, bây giờ thì không cần phiền phức như vậy. Trong phàm giới này, có khối người có thể giết nàng. Hơn nữa nữ tử này vẫn còn độc chú trên người, chúng ta có thể ra tay từ đây. Trang nghiêm hít mắt lại, không tỏ ý kiến, còn có 350 vạn biên quân bốn châu băng u cực tuyệt, hơn 100 vạn châu quân, sau khi nàng trở về, tất sẽ nắm quân đội trong tay, vô tướng thần tông cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Nắm giữ biên quân, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phụng Tiên lặng lẽ cười gần, thiết sơn tần thì kinh doanh u châu 6-7 ngàn năm, thâm căn cố đế, căn cờ ở biên quân còn hơn cả vô tướng thần tông. Tuy Tần Thắng đã bị miễn trước đô đốc Hai Châu U và Tuyệt, nhưng thật ra không tổn hại đến thiết sơn Tần Thị Ta. Binh mã ở Hai Châu U và Tuyệt vẫn nằm dưới sự khống chế của con cháu và bộ hạ của Tần Gia Ta. Tần Mộc Ca bây giờ không quan không chức, muốn khống chế biên quân Đông Bắc, ngoại trừ lấy danh nghĩa thiết sơn Tần Thị ra thì không còn cách nào khác. Vấn đề là, chỉ cần nàng dùng danh nghĩa thiết sơn Tần Thị, há có thể không dùng người của thiết sơn Tần Thị. Nếu tương lai có việc, Tần Mỗ có thể làm nàng trắng tay trong nháy mắt mấy trăm vạn biên quân này đều nằm trong tay của tần mỗ. Trang nghiêm nghe ra tần phụng tiên cực kỳ tự tin, hắn suy ngẫm một lát, phát hiện mình không thể phản bác. Chỉ cần tần mộc ca dùng danh nghĩa thiết sơn tần thị, dùng người thiết sơn tần thị, vậy mấy trăm vạn biên quân này vẫn nằm trong sự khống chế của tần phụng tiên. Hắn cũng không âu lo, trái lại còn rất vui mừng, chúng ta cũng cần mượn lực lượng của kiến nguyên đế. Đây cũng chính là chuyện của hắn, hơn 300 vạn biên quân của bốn châu bang u cực tuyệt, có thể quyết định đại cục thiên hạ, kiến nguyên đế dám không để ý sao? Hắn dám để thanh thái A kiếm này rơi vào tay tần mộc ca sao? Tần Phụng Tiên cười lạnh, huống hồ bây giờ đang là lúc trinh phạt nghiêm châu, tình thế này có lợi cho chúng ta. Binh mã hai châu cực và băng đã lục tục đi lên cao nguyên nghiêm châu. Lát nữa ta sẽ gửi thư cho tướng lãnh tần ra, bảo bọn họ kéo dài thời gian, tần mộc ca không muốn ảnh hưởng đến chiến sự nghiêm châu, thì nhất định phải nhẫn nhịu. Trang nghiêm nheo mắt lại, tần mộc ca đúng là người tỉnh táo cẩn thận, luôn lấy đại cục làm trọng nhất định sẽ không muốn bộ hạ cũ chết ở nghiêm châu tuy rằng tần phụng tiên không nói hết nhưng mục đích của hắn lại rất rõ ràng chính là dùng mấy trăm vạn biên quân làm con tin đấu trí trong lòng hắn bắt đầu dâng lên ánh mắt cũng xuất hiện ánh sáng hành trình thái vi viên này trang nghiêm thật sự bị đôi phu thê kia đả kích quá thảm võ lực của tần mộc ca trí tuệ của sở hy thanh đều nghiền ép hắn trang nghiêm đã chuẩn bị hơn một năm cho hành trình thái vi viên này tụ tập rất nhiều cao thủ của các tông phái, thậm chí còn cấu kết với mấy vị thần linh. Nhưng không ngờ lại bị Sở Hy Thanh và Lý Trường Sinh lừa dối, vừa bắt đầu đã chiếm ưu thế cực lớn. Thậm chí còn dùng Thái Vi Viên làm bẫy, chém dụng một tay của thất sát tinh quân. Bên trong Thái Vi Viên, võ lực của Tần Mộc Ca lại làm cho hắn tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, nghe thấy lời nói của Tần Phụng Tiên, thì hắn mới nhặt lại tự tin. Nói như vậy, mấu chốt vẫn nằm ở trên người Tần Mộc Ca. Đúng vậy, Tần Phụng Tiên đã loại bỏ một điểm thương khí cuối cùng trong vết thương của Trang Nghiêm. Những thứ còn lại đều giấu ở nơi sâu xa trong máu thịt của Trang Nghiêm, Tần Phụng Tiên cũng không thể làm gì, chỉ có thể do Trang Nghiêm tự nghĩ biện pháp. Thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ cần Tần Mộc Ca vừa chết, tất cả phiền phức của chúng ta đều chấm dứt. Chỉ nửa ngày sau, trong thành vọng an, kiến nguyên đế đang ngồi trong chính hòa điện, bỗng nhiên lại bật cười. Hôm nay là ngày tháng tốt lành gì, quả thực là bốn phương chiều cống, bát phương đến chầu, các thần hiến lễ. Trong tay kiến nguyên đế là một tấm tin phù màu vàng óng, trong mắt chứa ý cười, nhìn đi. Ngay cả đại chủ tế của bạch đế cũng muốn vào kinh diện kiến, còn chuẩn bị dâng hậu lễ. Ngày xưa chấm cầu xin bọn họ, bọn họ đều ra sức từ chối, bây giờ lại rất là nhiệt tình. Bạch đế chính là kim thần Bạch Trúc, vị này cũng là cha của Thái Bạch Kiếm Thánh Bạch Đế Tử và thất sát tinh quân. Quốc sư Vũ Côn Luân đứng trước kiến nguyên đế, sắc mặt nghiêm nghị như sát, bệ hạ, đã xác định việc tần mộc ca phục sinh, tái hiện nhân thế, vô tướng thần tông cũng đã lấy được thái vi viên. Đám loạn thần tặc tử này đúng là rất giỏi, lần này không chỉ tính toàn toàn bộ thiên hạ, mà ngay cả thần linh cũng không phải đối thủ của bọn họ. Còn cả tần mộc ca kia nữa, chấm không ngờ nàng lại sống lại thật, đây là muốn ngóc đầu trở lại. chương 1889, thê tử của vô cực đao quân 2. Kiến nguyên đế cười khinh thường, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Nhưng nói như thế nào đây? Trong họa có phúc, trong phúc có họa, vô tướng thần tông thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức khiến các thần không thể dung. Ta vốn còn lo lắng thần kiếp, nhưng bây giờ thần kiếp sẽ ứng ở nơi nào thì khó nói rồi. Quốc sư, ngươi không cảm thấy tình thế bây giờ rất thú vị sao? Vô tướng thần tông càng mạnh, đại ninh của chấm lại càng an toàn, có phải là rất trào phúng không? Chật chật, ngươi nói lý trường sinh kia tại sao lại mất lý trí như vậy? Hắn rõ ràng là ẩn nhẫn mấy chục năm, kết quả vẫn là xe cát dã tràng. Một cái tần mộc ca, lại một cái sở hy thanh làm cho hắn quên hết tất cả sau đó kiến nguyên đế lại cầm một bình thuốc ở trên bàn lên quốc sư người đoán xem đây là thứ gì vũ côn luân liếc mắt nhìn qua thần sắc chợt hơi động lẽ nào là hỗn nguyên vô cực đan chính là viên đan của xã tắc thần điện cất giấu đúng vậy khóe môi kiến nguyên đế hiện ra một vệt trào phúng ta từng xin đại chủ tế của quần sơn xã tắc tri thần nhiều lần nhưng đều bị bọn họ từ chối mà bây giờ vì thu hồi cánh tay của mình vị thần linh kia lại cam lòng dùng viên đan dược này lòng thù lao. Trong mắt phố côn luân hiện ra ý cười khổ, tuy rằng vô tướng thần tông lấy được thái vi viên, thực lực tăng mạnh. Nhưng mà kiến nguyên đế chỉ nằm một chỗ, cũng có người mang chỗ tốt đến trước miệng của hắn. Quả thực là hết rủi đến may, bệ hạ, phố côn luân lắc đầu nói, người cầm đồ của bọn họ, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Đồ vật của thần linh, đương nhiên là không dễ cầm như vậy. Nhưng mà có chấm tứ hải giàu có, có tỷ tỷ con dân, có cái giá nào mà chấm không trả nổi chứ. Kiến nguyên đế trực tiếp đổ viên đan dược trong bình ra. Viên đan này nửa trong suốt lại óng ánh long lanh, bên trong còn có một cái thái cực đồ đang chuyển động, chuyển được một nửa thì lại biến thành hỗn độn. Kiến nguyên đế liếc mắt nhìn một cái, rồi nuốt vào luôn. Chân nguyên của hắn đã là nhất phẩm đỉnh phong, lập tức bành trường như sóng chiều. Lúc này, toàn bộ vùng thiên địa này đều phát sinh biến hóa, bầu trời sáng rực, vạn dặm không mây, mấy chục đạo lôi đình thô to như cự mãng bổ xuống chính hòa điện. Đại đa số lôi đình đều bị trận pháp của hoàng cung ngăn cản, nhưng vẫn có từng tia từng sợi lôi đình rót vào trong điện. Nhưng mặc kệ là Kiến Nguyên Đế hay là Vũ Côn Luân, tất cả đều không để ý đến những tia lôi đình này. Vũ Côn Luân ngưng thần nhìn Kiến Nguyên Đế một chút, sau đó vui mừng nói, "Chúc mừng bệ hạ, hôm nay đã bước vào siêu phẩm." Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế, nhưng mà bệ hạ vẫn phải cẩn thận tần một ca. Với thiên phú của nữ tử này, chỉ mấy tháng là có thể khôi phục thực lực. Nhiều nhất 3 năm, nàng tất sẽ bước vào siêu phẩm. Tần Mộc Ca, kiến nguyên đế nhờ mắt lại, việc Tần Mộc Ca, chấm đã có sắp xếp. Ngoài ra, chấm đã bảo Tiếu Hồng Trần đến Bắc Địa, truyền đạt mệnh lệnh cho chấm, bọn họ sẽ hỗ trợ Tần Phụng Tiên một chút sức lực, sẽ không để cho nàng làm hại chiều ta. Sau đó hắn nhìn ra ngoài điện với hai mắt nóng rực, tăng tốc độ bên phía băng thành đi, bây giờ chấm càng ngày càng chờ mong lực lượng thuần âm mấy trăm năm của nữ tử kia sức chiến đấu, gần thần, hắn bây giờ cũng cách nó không xa, thu được âm nguyên của vấn thủ y, hắn tất sẽ bước vào, gần thần, đỉnh phong. Sở Hy Thanh đang điều động dục nhật thần chu đưa sở vân vân và lục loạn ly về U Châu. Thái Vi Viên đã mở núi từ hơn một canh giờ trước. Khi mở núi, tất cả đều là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến cố gì. Đây là vì trận pháp phòng ngự của Thái Vi Viên vẫn rất nghiêm mật, tam đế thần nhãn kia cũng đủ mạnh để chấn nhiếp người khác. Ngoài ra, bá chủ của phiến hải vực này là cực đông băng thành, cực đông băng thành lại đang tây trinh, các thế lực khác ở trên biển lại không có tư cách ngưu đổ thái vi viên. Sở hy thanh phái mấy người phong liên thành và bá thiên lai về thiết kỳ bang, hắn nhờ tông tam bình sư huynh đưa bọn họ về. Hắn còn không quên cho bọn họ chỗ tốt, bốn người đều được hắn đề bạt làm, lòng vệ, sở hy thanh còn đáp ứng, chờ lần này trở về, hắn sẽ rót long khí vào cho phong liên thành. Tâm trạng của phong liên thành rõ ràng là có chút phức tạp, nếu như hắn bị rót long khí vào, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, quan hệ với sở hy thanh cũng càng thân thiết hơn. Nhưng tương lai, một khi sở hy thanh rơi đài, long khí suy yếu, phong liên thành cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, nghiêm trọng nhất là sẽ tổn hại đến căn cơ. Sở hy thanh tự nhiên là không biết phong liên thành suy nghĩ thế nào, hắn vẫn điều động phong liên thành, đưa mấy người sở vân vân, lục loạn ly, phong tam trở về bắc vực. Quãng thời gian tiếp theo, hắn cần ở lại vô tướng thần sơn, một mặt là để tiềm tu, một mặt là vì cuộc chiến nghiêm châu. Đại Ninh trinh phạt nghiêm châu, cho là thế thái sơn áp đỉnh. Nhưng có khoảng ngàn vạn cự linh lùi vào trong nghiêm châu, bọn họ toàn dân đều là binh, vẫn có thể tổ chức mấy trăm vạn đại quân. Còn có bách tộc sinh sống ở nghiêm châu, trong đó bao quát cả dược tộc, thạch tộc, mã tộc vân vân, bọn họ cũng không ưa thích hoàng triều nhân tộc chút nào. Còn có hoàng đình bất chu sơn không ngừng cung cấp vật tư cho bọn họ, thậm chí là cả binh lực và cao thủ. Có người nói Hoàng Đình Thiên Đế Sơn cũng bắt đầu tham dự vào chiến sự phía Nam. Vì đề phòng bất ngờ, Sở Hy Thanh vẫn phải tỏa trận ở gần, chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào. chương 1890, thê tử của vô cực đao quân 3. Thật ra Sở Hy Thanh muốn để Lục Loạn Ly trở về quận Tú Thủy, tỏa trận thiết kỳ bang. Nhưng Lục Loạn Ly lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Nhà đầu này rất quyết tâm, nói là nhất định phải học được Bình Thiên Kiếm, cũng muốn trở về vô tướng Thần Sơn để tiềm tu một thời gian. Sở Hy Thanh nghĩ có thiết cuồng nhân ở trong bang, thời gian này cũng cần lắng động, không có chiến sự lớn gì, nên cũng chiều theo lục loạn ly. Hết cách rồi, hắn thân là người đứng đầu gia tộc, phải xử lý công bằng nha. Trên đường trở về vô tướng thần Sơn, Sở Hy Thanh đứng trên bong thuyền, vừa điều khiển thuyền, vừa suy nghĩ nguyên do Thái Vi Viên diệt phong. Hắn từng trao đổi với vị tông chủ đời cuối kia, còn có thể xem một ít trí nhớ không trọn vẹn của những oán sát kia, dùng để xác minh. Thái vi viên bị, cửu cửu thần kiếp, ép vỡ, khác với lời đồn đại trên thế gian, sau khi một kiếm tiên rời đi thì thái vi viên không suy sụp, trái lại còn lớn mạnh hơn, đã đạt đến đỉnh phong ở khoảng 21.000 năm trước. Trong môn phái có bốn vị thuật sư siêu phẩm, ba cái thần bảo siêu phẩm, một cái, gần thần, thực lực tổng hợp mạnh hơn vô tướng thần tông bây giờ. Tuy nhiên, trước khi thần kiếp hàng lâm, thái vi viên chưa chiến tự tan. Đầu tiên là bị các thế lực bên ngoài nhầm vào, khi đó hoàng triều nhân tộc là đại nguyên, dưới áp lực của các thần đã cấu kết với cự linh, đã bán đứng Thái Vi Viên trong chiến sự ở Sương Châu, khiến Thái Vi Viên trọng thương. Trận chiến này, bọn họ tử thương mấy vạn đệ tử tinh anh, một vị siêu phẩm ngã xuống. Sương Châu ở phía bắc của Băng Châu, Tuyệt Châu và Nghiêm Châu, nằm ở phía bắc của Vô Tận Băng Nguyên. Lúc Thái Vi Viên cực thịnh, cương vực Hoàng Triều nhân tộc đã tiếp cận với thời kỳ huyền Hoàng Thủy Đế. Tuy Sương Châu nằm ở phía bắc của Vô Tận Băng Nguyên, nhưng lại ấm áp hơn Băng Châu rất nhiều, sản lượng các loại linh dược và thần kim còn vượt qua thần châu. Cùng một diện tích, tài nguyên của sương châu thậm chí còn phong phú hơn cả trung thổ. Sau trận chiến này, Thái Vi Viên đã biết tình thế không ổn, bắt đầu dốc hết sức để chuẩn bị đối kháng với thần kiếp. Đúng lúc này, ôn dịch lại truyền bá ở bên trong Thái Vi Viên, còn có người bỗng nhiên chúng độc chú, khiến cho lòng người bàng hoàng. Khi đó, vị tông chủ đời cuối kia đã suy đoán rằng bọn họ bị thẩm thấu ở quy mô lớn, lại có một vị thái thượng trưởng lão bị vạn trá chi chủ đoạt xá. Sở Hy Thanh nói đến đây, chợt dừng lại một chút, cũng có thể không phải là đoạt xá, mà là con cờ đã ẩn núp từ lâu. Việc này thì ta biết, lục loạn ly ngồi xếp bằng trên bong thuyền, hai tay ôm đao, nàng buồn bực ngán ngẩm nói xen vào, vô tướng thần ấn của vô tướng thần tông chúng ta, chính là để phòng ngừa vết xe đổ của Thái Vi Viên. Nhưng mà nói thật, dùng vô tướng thần ấn, để đề phòng thẩm thấu và nội quỷ thì còn được, nhưng để phòng thần bàn nhược thì còn lâu mới đủ sở hy thanh hơi nhướng mày không biết có phải ảo giác hay không khi lục loạn ly nói đến ba chữ thần bàn nhược thì tất cả vân gỗ trên dục nhật thần chu hầu như tất cả vân gỗ đập vào mắt sở hy thanh đều như biến thành khuôn mặt của thần bàn nhược nó nhếch miệng lên lộ ra nụ cười tràn đầy thâm ý sở hy thanh lại không hề khủng hoảng hắn khi gặp chuyện lớn hắn đều rất tỉnh táo và tự tin càng là nguy cơ thì tâm trí của hắn càng kiên cường Sở Hy Thanh hơi suy ngẫm, liền hiểu rõ ràng, đây là ấn ký mà thần bàn nhược lưu lại trong tâm linh của mấy trăm vạn môn nhân đệ tử Thái Vi Viên. Vị, vạn trá chi chủ, này đang sợ biết bao. Trước khi Thái Vi Viên diệt phong, hơn 300 vạn môn nhân đệ tử bị ma chủ xâm nhập vào tâm linh mà vẫn không biết. Nhưng mà, thí thần huyết cương cũng không phải căn cơ của Sở Hy Thanh. Nếu chính mình sợ, hoặc là tự làm mình sợ, đó chính là rơi vào tầm bắn của vị ma chủ này rồi. Sở Hy Thanh lại làm như không nhìn thấy những nụ cười quỷ dị này, có tai như điếc, hắn nói tiếp, nó chúng là dưới sự khuyến khích của người này, Thái Vi Viên đã tụ tập tất cả tài nguyên, phát động điều đình tạo hóa cấp độ vĩnh hằng, ý đồ tạo thần. Sau đó chính là tình cảnh mà chúng ta đã nhìn thấy. Khi đó, tất cả thế lực bên ngoài đều không muốn Thái Vi Viên thành công, dùng toàn lực tấn công Thái Vi Sơn. Khi đó hóa thân của các thân cũng nhập thế, tấn công Thái Vi thái vi viên tiêu hao một lượng lớn nhân lực vào tài nguyên để phát động điều đình tạo hóa thiếu chút nữa lại làm áo cưới cho thần bàn nhược giúp hắn luyện chế tam đế thần nhãn may mà vị tông chủ đời cuối kia đã tỉnh ngộ ở thời khắc cuối cùng không chỉ cưỡng ép dừng điều đình tạo hóa lại dùng thủ đoạn cuối cùng đưa thái vi viên nào trong đáy biển nhưng mà vào lúc ấy tất cả môn nhân đệ tử của thái vi viên đều đã cạn kiệt nguyên khí đèn cạn dầu mà chết hoặc là bị nhiễm ôn dịch hoặc là độc chú đã cách chết không xa chương 1891, thê tử của vô cực đao quân 4. Sở Hy Thanh nói đến đây, lại phát hiện Sở Vân Vân ngồi bên cạnh đang hơi mất tập trung. Nàng giống như đang nghe Sở Hy Thanh nói, nhưng ánh nhìn về phía trước lại không có tiêu cự. Sở Hy Thanh nhìn nàng một cái, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền giảm tốc độ, sau đó hạ độ cao từ tầng mây thứ bảy xuống, để chiếc thuyền này lơ lửng giữa không trung. Sở Hy Thanh lại ném tiểu tóc húi cua và bạch tiểu chiêu qua một bên, sau đó hắn nắm tay của Sở Vân Vân, kéo nàng bay ra khỏi thuyền, các ngươi chờ một lát, ta có lời muốn nói với vân vân. Sở vân vân sững sờ, không kịp phản ứng. Khi nàng tỉnh táo lại, thì đã bị sở hy thanh kéo ra ngoài 20 dặm. Trong lòng nàng hơi tò mò, sở hy thanh muốn nói gì với nàng. Nên cũng không phản kháng hay dễ dụa, lục loạn ly thì lại phồng má lên như hai cái bánh bao. Có cái gì mà không thể nói trước mặt nàng? Hừ, sở hy thanh càng bay càng xa, mãi đến một chân núi không người nằm ở góc chết của dục nhật thần chu thì mới dừng lại. Chờ hai người dừng lại, sở hy thanh mới cười nói. Ta đoán vân vân người vẫn không thể quyết định, nên lấy danh nghĩa gì để thu phục biên quân Đông Bắc, lại xử lý người và bộ hạ của thiết sơn tần thị như thế nào, đúng không? Đôi mắt màu xanh lam của sở vân vân lóe lên, nghĩ thầm người này vẫn thông minh và nhạy cảm như vậy. Sau đó nàng nhìn về phía tay phải của sở hy thanh. Cái tên này giống như đã quên, vẫn nắm tay nàng không chịu thả ra sở vân vân lắc đầu tạm thời bỏ qua chuyện này vì sao ngươi lại đoán như vậy ta dùng danh nghĩa nào rất quan trọng sao người của tần thị ta chỉ cần hô một tiếng thì bọn họ tự nhiên sẽ thần phục ta như vậy ngươi nắm dư bốn châu băng u cực tuyệt bọn họ có lợi ích gì đây sở hy thanh cười khẽ một tiếng bọn họ đúng là sẽ thần phục ngươi nhưng mà cái này có khác gì thời kỳ tần mộc ca hay tần thắng thiết sơn tần thị là thế gia chân chính có bao nhiêu người thật sự ủng hộ ngươi Tương lai, khi quyết định của ngươi ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Ta lại hỏi một câu khó nghe, bọn họ nắm giữ binh mã, có phải tương đương với Tần Phụng Tiên nắm giữ binh mã không? Sau này, nếu Kiến Nguyên Đế chịu bỏ tiền thua mua, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Sở Vân Vân không khỏi nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ngươi biết điểm này, nhưng ngươi lại không thể quyết định, dù sao đó cũng là tộc nhân của ngươi. Sở Hi Thanh nắm tay của Sở Vân Vân, ngôi sao la hầu đã phụ thể trong vô thanh vô tức, một thân chiến giáp huyết cương cũng lặng lẽ bao trùm bên trong quần áo của hắn. Trên mặt hắn lại bình tĩnh như không, biên quân bốn châu này giống như một gian nhà không có cánh cửa, nhà không cửa thì ai cũng có thể đi vào, ai cũng có thể dùng. Do sở vân vân đang thất thần, nên hoàn toàn không cảm giác được sự bất thường của sở hy thanh. Nàng âm thầm thở dài, sở hy thanh đã nói chúng tâm tư của nàng. Đúng là ta khó hạ quyết tâm, bởi vì một khi động đao động binh, không biết sẽ có bao nhiêu người rơi đầu, ánh mắt sở vân vân thẫn thờ, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như ta là người, hoặc là không làm, muốn làm thì làm đến cùng, lòng dạ đàn bà là không được. Cái nhà đã rách nát rồi, không phá là không xây dựng lại được. Nếu như ai cũng có thể đi vào, ai cũng có thể sử dụng, vậy thì ta thà không cần cái nhà đó còn hơn. Nhưng nếu ngươi lo lắng giết chóc quá nhiều, cũng không phải là không có biện pháp. Sở Hy Thanh bỗng nhiên bạo phát lực lượng, kéo sở vân vân vào trong ngực, hắn không chỉ vận dụng toàn bộ lực lượng của toàn thân, mà còn dùng thôi pháp thần ý đao tâm và cả nhai tí võ ý tầng 31 trong đao tâm của mình lên đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể phản xạ và đổi hướng lực lượng phản kháng và dễ dụa của sở vân vân. Nhưng điều ngoài ý muốn là, sở vân vân lại không có phản kháng. Dường như nàng đang chấn động, thế mà lại quên cả dễ dụa. Lúc này, sở vân vân ngước đầu lên, chấp đôi mắt màu xanh lam kia, kinh ngạc nhìn sở hy thanh. Sở hy thanh âm thầm mừng rỡ, hắn nhìn đôi môi đỏ của sở vân vân sau đó không chút do dự mà hôn xuống tuy rằng sở vân vân đã cô động lực lượng huyết mạch mới còn có được cái thần khí thiên mệnh đầu kia nàng đã trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng há có thể khinh thường ý muốn chinh phục của một nam nhân ta chết cũng phải làm sở hy thanh không khỏi xứng sở lần nữa sau đó gò má đã đỏ chót nàng nắm chặt nắm đấm chịu đựng sở hy thanh xâm phạm công kích đòi hỏi đôi mắt màu xanh lam dần dần chuyển sang mê ly mà lúc này ở ngoài 37 dặm, Lục Loạn Ly đang dùng pháp thuật nhìn trộm lại dẫm chân một cái, suýt nữa thì dẫm thủng chiếc dục nhật thần chu này. Phong Tam thấy thế thì cạn lời, Lục Phó Kỳ Chủ, nhìn trộm không phải hành vi của quân tử. Người cầm miệng cho ta, Lục Loạn Ly bây giờ cũng không kịp nhớ ra, vị này chính là sư bá của mình. Nàng lạnh lùng lường Phong Tam một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi, đôi nắm đấm đã siết chặt. Trong lòng Lục Loạn Ly đang nghĩ, không phải sở vân vân rất mạnh sao tại sao lúc này không một quyền đánh bay sở hy thanh. chương 1892, thê tử của vô cực đao quân năm Tận năm cái hô hấp sau, khi sở hy thanh được voi đòi tiên, bắt đầu đưa móng heo của mình vào trong vạt áo để tìm tòi, thì sở vân vân đột nhiên tỉnh tại lại, đè tay của sở hy thanh. Nàng thở gấp vài hơi, ánh mắt chứa bất đắc dĩ, lại có vài phần cáu giận mà nhìn sở hy thanh, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Đến cùng là dùng phương pháp nào, cái này có quan hệ với việc ngươi đang làm sao. Sở Hy Thanh phát lực bên tay phải, lại phát hiện tay ngọc của Sở Vân Vân tựa như gọng kìm, làm thế nào cũng không thể rút ra. Nhai tí đau cái gì, Chu thiên đau cái gì, thần ý như tâm đau cái gì, tất cả đều không có tác dụng mẹ gì. Hắn âm thầm tiếc nuối, biết rằng hôm nay chỉ có thể đến bước này. Sau đó Sở Hy Thanh đè nén tâm tư của mình xuống, nhìn nhau với Sở Vân Vân, biện pháp của ta chính là, ngươi là thê tử của ta. Vân Vân ngươi không ngại dùng danh nghĩa thê tử của vô cực đao quân để thu phục chư quân bắc vực con người sở vân vân nhất thời phóng to, lại trở nên thất thần lần nữa. Hơn nửa năm trước, sở hy thanh dùng nhai tí đao trấn áp 500 vạn đại quân cự linh, đã có thanh uy vô thượng ở chư quân Bắc Địa. Sở hy thanh thì lại âm thầm nhe răng trợn mắt, tay phải của hắn bị sở vân vân nắm đến sắp gãy rồi. Nhưng hắn vẫn ra vẻ thản nhiên như không, dừng dưng nói, đám tướng lãnh cơ sở của tần gia, giết thì quá đáng tiếc. Người có thể đuổi bọn họ đi chinh chiến nghiêm châu, lấy lại xương châu và mạc châu, để bọn họ rời xa bốn châu băng u cực tuyệt. Ánh mắt sở vân vân lóe lên, nàng cũng từng có ý nghĩ này, nhưng mà nếu như nàng lấy thân phận tần mộc ca, lấy danh nghĩa thiết sơn tần thị đi thu phục chư quân bắc địa, thì không làm nổi việc này. Nhưng nếu như lấy danh nghĩa thê tử của vô cực đao quân, thì nàng không cần ỉ vào lực lượng của tần gia nữa. Với uy vọng của nàng và sở hy thanh, chắc chắn có thể được biên quân bắc địa ủng hộ, lòng quân vững như bàn thạch. Dù là thiết sơn tần thị thâm căn cố đế cũng khó có thể lay động sau đó sở vân vân hít mắt lại kế sách này cũng được nhưng còn có một vấn đề cuối cùng cuộc chiến ở nghiêm châu cự linh khẳng định sẽ không tụ tập đại quân để đối kháng mà sẽ dùng kế sách du kích lúc này phát động thanh tẩy sẽ làm hỏng đại cục dùng chiến thuật du kích chính là khảo nghiệm lớn nhất của tướng lãnh cơ sở một khi sở vân vân thanh tẩy ở quy mô lớn hoặc là người của thiết sơn tần thì có ý xấu nhất định sẽ chiến sự nghiêm châu sắp thành lại bại thậm chí là hao binh tổn tướng nói sai rồi Người càng lấy đại cục làm trọng, cuộc diện càng dễ tan vỡ. Chỉ có bằng vào ta làm chủ, để tất cả lực lượng của thần châu đều phải làm việc cho ta, như vậy mới có thể nắm đại thế của thiên hạ. Sở Hy Thanh cười khinh thường, theo ý niệm của hắn, thanh kính hoa thủy nguyệt đao bên hông chợt ra khỏi vỏ, hơn nữa, thế gian hiện giờ, đao của sở mỗ mới là đại thế của thiên hạ. Con người của sở vân vân lại phóng to, trong mắt hiện vẻ khó tin. Nàng cảm nhận được thần ý của sở Hy Thanh, cảm ứng được lực lượng trên đao của sở hy thanh, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Không ngờ ngươi đã học được thức thứ tư của thần ý xúc tử đao. Từ bao giờ vậy, thức thứ ba của thần ý xúc tử đao là huyết nhai đao quân sáng tạo ra để khắc chế thuật sư và hai tộc vũ, côn. Đương nhiên, dùng để đối phó với võ tu cũng là hiệu quả không tệ. Nhưng mà thức thứ tư của thần ý xúc tử đao lại là vô địch trên sa trường, là chiêu thức mạnh mẽ có thể đối đầu với vạn quân. Đặc biệt là rất thích hợp với cuộc chiến ở Nghiêm Châu. Khóe môi sở hy thanh cong lên, mới nửa ngày thôi. Hắn đã dùng ba viên ước nguyện thạch kia, nguyện vọng là gia tăng mộ tính trên diện rộng, thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Khi sở hy thanh vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, liền đưa mắt nhìn ra phía sau. Hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng óng bay đến, cuối cùng rơi vào trên bả vai trái của hắn. Bồ câu lưu quan kim vũ, dường như là từ cực đông băng thành, sở vân vân nhìn con bồ câu trên vai sở hy thanh, đôi mắt màu xanh lam đã nheo lại, là vấn thủ y truyền tin cho ngươi. Nội tâm sở hy thanh nhất thời chìm xuống, lòng thầm nói không ổn. Vấn tỷ tỷ, ngươi truyền tin cũng quá đúng lúc rồi. Lần này hại chết ta rồi, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì, phần bụng truyền ra một tiếng, đông, một nguồn sức mạnh như bài sơn đảo hải đã xích kích vào đó. Trên dục nhật thần chu, lục loạn ly đã nhìn thấy một đạo ánh sáng đỏ bay lướt qua không trung. Khóe môi lục loạn ly không khỏi giật giật vài vài. Nhìn thấy đạo ánh sáng này, nội tâm nàng lại có một loại cảm giác thoải mái không tên. Tên khốn sở hy thanh kia, xứng đáng với kết cục này. chương 1893, Trấn Bắc Đại tướng quân sở vân vân. U Châu, bên trong đại trướng của Thắng Tiệp Quân. Đô chỉ huy sứ, Thắng Tiệp Quân, lòng ung bất đắc dĩ nhìn tấm tin phù trước mắt. Một lúc sau, hắn phát phát ra tiếng than thở, nên đến Trung Quy vẫn phải đến. Sau đó hắn ngước mắt nhìn đám tướng lĩnh ở trong lều, các vị chắc là mọi người đều biết hết rồi chứ tướng lãnh trong lều không khỏi hai mặt nhìn nhau sau đó một người trong đó nói với giọng khàn khàn chính là việc liên quan đến bá võ vương điện hạ đúng vậy long ôm hơi gật đầu ta nhận được tin tức an bắc đại tướng quân cũ hoành tuyệt vạn cổ quân đốc mắt xanh tần mộc ca cũng chính là tổng soái đại nhân của chúng ta nàng đã khởi tử hoàn sinh sắp trở về u châu có vài người ở đây còn chưa biết việc này sau khi nghe xong thì nhất thời phát ra những tiếng vang vọng từng người đều kinh ngạc không thôi, nghị luận sôi nổi. Trong bọn họ, có người mừng rỡ, có người khiếp sợ, có người chờ mong, cũng có người kinh hoàng. Tổng soái đại nhân còn sống, sao có thể, còn phải hỏi sao, ta nghe nói thế tử ngụy quốc công sở tranh và tổng soái đại nhân được chôn cùng nhau, bây giờ sở tranh khởi tử hoàn sinh, trở thành vô cực đao quân sở hy thanh. Nếu thế tử nhà ngụy quốc còn sống, như vậy tổng soái đại nhân khởi tử hoàn sinh cũng không có gì lạ. Việc này là thật hay giả? Sở Hy Thanh đúng là sở tranh, phí lời, luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ đã đăng báo rồi còn gì. Đối với việc tổng soái đại nhân còn sống, trong quân và giang hồ cũng đã có suy đoán từ lâu rồi. Nếu là như vậy, quả thực là trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt, vậy thì chưa chắc, ta chỉ sợ từ đây thiên hạ đại loạn. Họ mau, người nói cái gì, người cái tên tiểu nhân này, người dám vòng ân phụ nghĩa. Người có thể khởi tử hoàn sinh sao, làm thế nào vậy, Long ung mặc kệ cho đám người nghị luận, mãi một lúc sau mới ho nhẹ một tiếng. Long uy cũng rất có uy danh trong thắng tiệp quân, cộng thêm mọi người cũng nghị luận gần đủ rồi, cho nên bắt đầu yên tĩnh lại. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là vì muốn bàn luận chuyện này. Long ung ngưng trọng nói, bá võ vương trở về Bắc Địa, có lẽ có ý lấy lại quân quyền Bắc Địa. Việc này quan hệ rất lớn, nói một câu thật lòng, trừ quân Đông Bắc chúng ta có thể ảnh hưởng đến đại thế của thiên hạ mà sinh tử vinh nhục của rất nhiều đồng bào chúng ta đều liên lụy vào trong đó. Long mỗ cho rằng, trước khi bá võ vương đến, chúng ta nên thương lượng một chút, là ủng hộ, hay là chọn một thượng sách khác để ứng đối. Không biết chư vị nghĩ như thế nào, bắt đầu từ thiên hộ đi, từng người nói một, không được cãi vã, không được sen mồm, bằng không thì ném ra khỏi lều. Khi hắn nói ra câu này, toàn bộ quân chướng lại ầm ý một lần nữa. Thần thái của tất cả tướng lãnh trong lều đều khác biệt. Một nhóm người tâm sự nặng nề, yên lặng không nói, một nhóm người thì vẻ mặt xúc động, to mồm khoác lác một nhóm người thì cao mày phản đối. Phí lời, nếu Tổng soái đã trở về, chúng ta tự nhiên nghe theo hiệu lệnh của Tổng soái. Đúng vậy, việc này còn cần phải thương lượng sao? Tổng soái đại nhân trở về, chính là chủ của bốn châu băng u cực tuyệt. Trước kia Tổng soái qua đời thì cũng thôi, nhưng bây giờ trừ Tổng soái ra, thì lương mũ không nhận ai cả. Tiên sư cha nhà nó, Tổng soái về rất đúng lúc, hiệu lực dưới chướng tổng soái mới sảng khoái chư vị nghe ta nói một lời tổng soái trở về tất nhiên sẽ được tất cả mọi người ủng hộ vấn đề là tổng soái bây giờ không quan không chức nàng dùng danh nghĩa gì để thống lĩnh thắng tiệp quân chúng ta đúng đây chính là việc ta lo lắng tổng soái phục sinh là việc tốt nhưng mà mọi việc phải giảng quy củ chúng ta tự nhiên là ủng hộ tổng soái vấn đề là hành vi này vi phạm pháp độ của triều đình nhất định sẽ bị triều đình khiển trách Tổng soái làm chủ bốn châu bang u cực tuyệt, sau đó thì sao? Có phải là khởi binh tạo phản không? Đã như vậy, thiên hạ sẽ đại loạn. Ha ha, phản thì thế nào, ta đã ngứa mắt với hoàng đế lão nhi từ lâu rồi. Tổng soái đại nhân đang yên đang lành, tại sao lại chết? Còn nói cái gì mà bạo bệnh bỏ mình, nhưng hôm nay tổng soái khởi tử hoàn sinh, chân tướng đã rõ ràng. Chúng ta tự nhiên đi theo tổng soái giết đến kinh thành, để hoàng đế lão nhi trả công bằng cho chúng ta. Nói lung tung nếu động đao binh, thiên hạ nhất định sẽ là sinh linh đồ thán. Ta đồng ý ủng hộ tổng soái, nhưng dựng cờ tạo phản thì phải cân nhắc nhiều hơn. Chỉ một lát mà trong lều đã ẩm ý như cái chợ, ban đầu còn từng người nói một, sau đó thì tranh nhau mở miệng. Thậm chí còn có người tức giận, trực tiếp phung quyền, chuẩn bị dùng võ đức phục người. May mà có đồng liêu bên cạnh cản lại, lòng ung thì thản nhiên như không, chỉ âm thầm cảm khái khi nghe đám tướng lãnh dưới trướng thảo luận. Tần Mộc ca thống lĩnh chư quân Bắc Địa 12 năm, không chỉ Uy trấn Bắc Địa mà còn có danh vọng vô thượng ở trong quân. Sau 3 năm, 200 vị tướng lãnh cấp bậc thiên hộ trở lên ở trong lều này, lại có gần 3 phần 10 vẫn quyết tâm ủng hộ vị bá võ vương kia. Những tướng lãnh còn lại tuy có chút phản đối, nhưng nói chuyện cũng cực kỳ uyển chuyển. Bọn họ không dám phản bác thẳng mặt, không dám nói lời bất kính với bá võ vương. Chương 1894, trấn Bắc đại tướng quân Sở Vân Vân hai. Long Ung không khỏi nghĩ đến việc Tiếu Hồng Trần đích thân đến đây bái phỏng mình. Còn cả tin phù của lão Tổ Tần Phụng Tiên của Tần gia, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lùng như băng. Hắn chờ thêm một lát, mãi đến khi âm thanh trong lều nhỏ hơn một chút, lúc này mới vỗ bàn một cái. Long Uy vỗ tận 17 18 cái, mới khiến cho mọi người yên lặng. Đều là tướng lãnh triều đình, nghị sự lại cái vã như đám trẻ con, còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi coi quân lệnh của Long Ngỗ như gió thổi bên tai. Ánh mắt Long Ung lạnh lùng đảo qua mọi người trong lều, mấy người ồn ào nhất và ra tay đánh người tất cả đều ném ra ngoài ra cho, xử lý theo quân pháp. Chờ đến khi mấy tướng lãnh kia bị kéo ra ngoài, lòng ung lại khẽ mỉm cười, nhìn vị quan tướng trẻ tuổi ngồi bên tay trái của mình, Tần Nguyên tham tướng, người nói xem, người nghĩ thế nào. Đó là Tần Nguyên, tham tướng dưới trướng hắn, người này xuất thân thiết sơn Tần Thị, là tộc nhân của chi khá gần với Tần Gia, nhậm chức tham tướng trong thắng tiệp quân. Thắng tiệp quân vốn là biên quân hạng 2 ở U Châu, phụ trách phòng ngược phía Đông Cực Châu. Thắng tiệp quân, Vốn chỉ có 7 vạn quân mã, sau khi Tần Mộc Ca quét sạch cự linh ở Cực Châu, lại quét ngang hai châu Băng và Tuyệt. Đã rút một lượng lớn biên quân ở U Châu lên đây, binh mã của Thắng Tiệp quân cũng mở rộng lên đến khoảng 20 vạn. Mà Tần Nguyên này còn trẻ tuổi, chỉ mới 30 mà thôi, cũng đã là một trong năm vị tham tướng của Thắng Tiệp quân, thống lĩnh bốn cái vạn hộ. Tần Nguyên cũng không khách khí, hắn đứng dậy ôm quyền nói, "Chư vị, Tổng soái Điện hạ không chỉ là đích mạch của Tần gia ta, mà còn là đường tỷ trị họ của Tần Nguyên ta, là gia chủ của Thiết Sơn Tần Thị. Nàng muốn nắm giữ binh quyền của Thiết Sơn Tần Thị, Tần Nguyên ta tuyệt đối ủng hộ. Nhưng mà triều đình có pháp độ, chúng ta cũng phải nghĩ cho triều đình. Bốn châu Bắc Địa chúng ta không thể không có triều đình ủng hộ. Vì vậy sau khi Tổng soái Điện Hạ trở về, vẫn phải xin triều đình sắc phong, nhậm chức ăn Bắc Đại tướng quân gia truyền của Thiết Sơn Tần Thị ta. Đây cũng là vì đại cục của Bắc Địa, vì thiên hạ Thái Bình. Hắn mỉm cười với mọi người. Đây cũng là ý của chư vị tộc lão Tần gia ta, như vậy có thể danh chính ngôn thuận, tất cả mọi người đều an bình. Hắn vừa nói xong, toàn bộ lều đều yên tĩnh như tờ. Có mấy người hiện ra ý cười, vẻ mặt vui mừng không thôi. Mấy người thì cay mày, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra là không đúng ở đâu. Tần Nguyên nói kín cái không một lỗ hổng, để bọn họ không phản bác được. Nhưng chỉ một cái hô hấp sau, lại có người cười lạnh nói, hay cho thiên hạ thái bình hay cho câu danh chính ngôn thuận. Nhưng mà việc hoàng đế lão nhị hại chết tổng soái thì sao? Cứ bỏ qua như vậy, chỉ sợ tổng soái đại nhân không chịu giảng hòa. Việc này thì ta không rõ ràng, vẻ mặt Tần Nguyên tự nhiên đáp lại, theo ta được biết, tông chủ Lý Trường Sinh từng vì việc này mà chất vấn Bệ hạ, đến nay vẫn không có người biết Bệ hạ trả lời thế nào, nhưng tông chủ Lý Trường Sinh lại chưa từng trách tội Bệ hạ, chứng tỏ lời đồn này quá nửa là giả dối không có thật. Sau đó Tần Nguyên lại than khẽ vẻ mặt trách trời thương dân, hơn nữa chúng ta sắp trinh phạt Nghiêm Châu, cuộc chiến Nghiêm Châu này không chỉ ảnh hưởng đến mấy trăm triệu bách tính ở Bắc Địa, mà còn quyết định lương suy của nhân tộc ta. Dù đường tỷ có ủy khuất gì, cũng chỉ có thể xin nàng lấy đại cục làm trọng, chịu ớt ức một hai. Tổng soái và bệ hạ là ân oán cá nhân, không ngại chờ chiến sự phương Bắc ổn định rồi tính toán cũng không muộn. Chư vị, ta là đường đệ của Tổng soái, há có thể làm ngơ với thù hận của Tổng soái. Nhưng loại chuyện như tạo phản này, chúng nói miệng thì dễ, nhưng thực tế lại liên lụy đến tính mạng của người nhà chư vị, của cả gia tộc của chư vị, nhất định phải cân nhắc nhiều hơn. Với lại, nhân tộc ta lại tự giết lẫn nhau, không biết bao nhiêu bách tính sẽ phải chết khổ, trôi giạt khắp nơi. Lòng ông nghe đến đây, khóe môi không khỏi cong lên vì vui mừng. Năng lực lính quân và võ đạo của Tần Nguyên là hạng bét trong năm tham tướng, nhưng người này có một cái miệng rất tốt, câu nào cũng nói chúng nỗi lòng của hắn. Chư vị, Long Ung thấy đám tướng lãnh lâm vào trầm tư, định tiếp tục thao túng lòng người thuyết phục chư tướng ở trong lều nhưng đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng hoan hô như biển gầm truyền vào trong quân trướng tiếng hoan hô đó truyền đến từ mấy dặm bắt đầu còn không to nhưng dần dần lại bắt đầu đinh tai nhức óc do sóng âm quá kinh khủng thậm chí khiến cho mặt đất rung chuyển long ung biến sắc mặt là bá võ vương sao nàng đến nhanh thật long ung không kịp suy nghĩ vội vàng đi ra ngoài lều đám tướng lãnh trong lều cũng dồn dập đứng lên đi theo long ung ra ngoài Chương 1895, Trần Bắc Đại tướng quân sở Vân Vân ba. Lúc này, bên ngoài đã rối loạn tưng bừng, không chỉ có tướng sĩ phòng thủ rời khỏi cương vị, tụ tập về phía nam này, mà ngay cả thân binh của Long Ung um cũng có không ít người chạy theo. Lúc này, tiếng hoan hô ở phía xa xa còn cao vút, chấn động lòng người. Là Tổng soái đại nhân, Tổng soái đại nhân không chết, Tổng soái đại nhân vẫn còn sống. Chúng ta tham kiến Tổng soái đại nhân, nguyện Tổng soái đại nhân an khang, là Tổng soái thật khí thế kia, đôi mắt xanh kia, là tổng soái tổng soái quét ngang bắc vực không ai địch nổi đã trở về. Lòng ung bay lơ lửng giữa không chung, đảo mắt nhìn người dặm chung quanh, tất cả binh mã của thắng tiệp quân đều đang tụ tập về phía nam. Từng hàng tướng sĩ ở phía xa xa còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bọn họ phấn chất, hai mắt đỏ bừng, kích động giống to. Nội tâm Long ung chìm xuống, âm thầm thán phục uy vọng của tần mộc ca. Mãi đến khi hắn nhìn thấy một lá cờ hai màu ở trong đám người, còn có mấy chữ vàng lớn được thêu trên lá cờ kia, Trấn Bắc Đại tướng quân, Tổng đốc quân chính sự Nam Châu Bang U cực tuyệt nghiêm. Sở Long Ung chợt biến sắc, kinh ngạc không thôi. Trấn Bắc Đại tướng quân, hiện giờ triều đình còn không có chức quan này, trước kia cũng chưa từng có. Còn Tổng đốc quân chính sự Nam Châu Bang U cực tuyệt nghiêm là quân chính sự, chứ không phải là quân sự. Đây chính là muốn nắm giữ cả quân đội lẫn chính quyền. Triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào nắm giữ cả hai thứ này. Tần Mộc Ca dùng cờ hiệu như vậy tự xưng là Trấn Bắc Đại Tướng Quân, rõ ràng là có ý muốn đối địch với triều đình. Còn cả dòng họ ở cuối kia nữa, vì sao lại là sở? Mà không phải là Tần, Tần Nguyên ở trong đám người cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt cũng ngậm lấy vài phần khó hiểu. Khi đám tướng sĩ vẫn hoan hô như biển gầm, lá cờ hai màu xích kim kia đã đi đến gần. Đám thiên hộ phía sau Long Ung cũng nhìn thấy thiếu nữ mặc giáp đen đi trước kia. Nàng đang trôi nổi ở độ cao ba trượt, tiến về phía trung quân, tốc độ không nhanh không chậm, vừa hay có thể để tất cả tướng sĩ chung quanh nhìn thấy rõ ràng. Mà nơi nàng đi qua, dòng người không chỉ tránh qua hai bên, tất cả tướng sĩ còn quỳ xuống đất, miệng hô tổng xoái. Lòng ung ngưng thần nhíu mày nhìn cảnh này, nhìn gương mặt trứng ngỗng, mày liễu và đôi mắt xanh đầy anh khí kia, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát. Đúng là tần mộc ca, nàng trở về thật rồi, điều này thật sự là làm người ta không tưởng tượng nổi. Vị này từng có chiến công che đẩy cả thiên hạ, nhưng sau khi vị này khởi tử hoàn sinh, lại mang đến bất hạnh và tai nạn cho đại ninh và bách tính bắc địa. Người cũng đã chết rồi, thị phi yêu khuyết đều có kết luận rồi, cần gì phải trở về chứ? Long ung thở dài trong lòng, hắn thật sự hy vọng vị này có thể vì lợi ích của quốc gia và dân tộc mà nhường nhịn một hai, không trở thành đầu nguồn của kiếp nạn lớn nhất thiên hạ. Trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ cung kính. Mà lúc này, rất nhiều thiên hộ phía sau hắn đã bỏ hắn mà đi, bọn họ quỳ gối trước sở vân vân, trong mắt đã là lệ nóng doanh trọng Chúng ta tham kiến tổng soái, Cung Ninh tổng soái trở về. Hôm nay nhìn thấy tổng soái phục sinh, lại nắm quân quyền, mà tướng chết cũng không tiếc. Nguyện hiệu lực cho tổng soái đến chết mới thôi. Khi mọi người đang gào thét, Sở Vân Vân đã bay đến giữa trung quân, lơ lửng trước quân trướng. Long Ung và Tần Nguyên cũng dồn dập khom người thi lễ. Đô chỉ huy sứ, thắng tiệp quân, Long Ung, Cung Ninh tổng soái. Tham tướng, thắng tiệp quân, Tần Nguyên tham kiến gia chủ. Sở vân vân lại không thèm nhìn hai người này, ánh mắt nàng nhu hòa, nhìn đám tướng lãnh hai bên, tất cả đứng lên đi, trước kia ta đã nói, trong quân không cần phải quỳ. Nàng giơ tay lên, một luồng cương lực cực kỳ rộng lớn đã nâng tất cả tướng sĩ dậy. Chư tướng nhìn thấy cảnh này, tâm thần không khỏi rung lên. Võ lực của bá võ vương, tuyệt đối không kém hơn ba năm trước. Sở vân vân thì lại bay đến trước lều mới dừng lại. Người đâu, bắt giữ Long ung, giải vào quân lao. Long Ung nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt cũng rất bất ngờ. Hắn đứng thẳng người, nhìn Sở Vân Vân với ánh mắt khó tin, tổng soái điện hạ, bản tưởng chính là đô chỉ huy sứ, thắng tiệp quân do triều đình sắc phong. Sở Vân Vân lại thản nhiên như không, không để ý lắm, chỗ ta không nhận chức quan của triều đình. Đặc biệt là tất cả quân chức trên tứ phẩm ở bốn châu bắc địa sau năm 33 kiến nguyên đế. Lúc này, đã có mấy vị tướng lãnh sắc mặt âm trầm, tựa như hổ như sói mà lao lên bắt Long Ung lòng ung hơi do dự một chút cuối cùng vẫn từ bỏ dãy ruộng hắn không dám đối kháng trực tiếp với tần mộc ca đối kháng với bá võ vương tần mộc ca chính là lão thọ tinh thắt cổ không muốn sống hắn cũng hiểu tình hình bên trong quân lao tần mộc ca một không nói khóa xương tì bà hai không nói đóng chấn nguyên đinh như vậy hắn có thể chạy khỏi quân lao bất cứ lúc nào hơn nữa chỉ cần mình không chết thì có thể thong dong mưu đồ nhưng trước khi lòng ung bị người bắt lại hắn đã phá nát tin phù của Tần Phụng Tiên ở trong ngực thành bột mịn. Dù thế nào hắn cũng không thể để người khác nhìn thấy phong thư này. chương 1896, Trấn Bắc Đại tướng quân Sở Vân Vân 4. Trên mặt Long Ung lại hiện ra vẻ oan ức và khó hiểu tổng soái Đây là vì sao, Long Mỗ trung thành với ngày, trời xanh có thể chứng giám. Bong, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh ở bên cạnh đánh nát miệng của Long Ung, xương máu tung bay bốn phía. Long Ung chịu đựng đau đớn, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó ánh mắt hắn trợn trừng lên. Đó là một vị thiên hộ thuộc tả quân của Thắng Tiệp Quân. Người này vốn là một phó vạn hộ ở trong quân, nhưng sau khi hắn tiếp quản Thắng Tiệp Quân thì đã xa lánh và chèn ép người này, còn cách chức xuống làm thiên hộ, phụ trách một ít công việc dơ bẩn. Hôm nay, người này lại nhếch miệng cười giữ tợn với hắn. Khi Long Ung đang tê cả ra đầu, Tần Mộc Ca lại nhíu mày nhìn về phía Tần Nguyên. Vẻ mặt Tần Nguyên ngượng ngùng, lại cúi người hành lễ lần nữa, Tần Nguyên tham kiến gia chủ hắn thấy rất khó hiểu, tình thế trước mắt hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Ánh mắt sở vân vân lại có chút không thể tin nổi, người như ngươi mà cũng có thể đảm nhiệm tham tướng. Người có năng lực gì mà cũng xứng nhậm trước tham tướng, thống lĩnh bốn cái vạn hộ. Tần Nguyên yên lặng, không biết trả lời thế nào, bắt hắn lại, giải vào quân lao. Sở vân vân cũng lười phí lời với kẻ này, bước nhanh vào trong lều, sau năm 33 kiến nguyên đế, tất cả quan tướng thiên hộ trở lên do Tần Thắng và Triều Đình bổ nhiệm, kể cả là tộc nhân của Thiết Sơn Tần Thị, tất cả đều bị cách chức, trở về doanh trại đợi lệnh, chờ bản soái rảnh rỗi sẽ phân phó. Con người của Tần Nguyên co rút lại, trong lòng càng thấy khó hiểu hơn. Hắn đột nhiên phát lực, đánh văng mấy tướng sĩ ở quanh người mình. Hắn trợn mắt giận dữ nhìn sở vân vân, lời nói hàm chứa chất vất, xin hỏi gia chủ đang làm gì. Tần Nguyên ta có tội gì, tộc nhân Tần Thị ủng hộ người biết bao, vì sao phải ra tay với tộc nhân. Lúc trước ám hại ngươi, là thúc phụ tần thắng của ngươi, là muội muội tần tịch nhan của ngươi, chúng ta cũng chỉ bị lừa gạt mà thôi. Gia chủ, người đối đãi với tộc nhân như vậy, là quên nguồn quên gốc, là vong ân phụ nghĩa. Trong khoảnh khắc này, Tần Thắng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào cơ thể. Lực lượng này bài sơn đảo hải, thế không thể chống đỡ.